Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 166. Thật ra lý do hắn nhờ người Tuyết Hương và Mông Điềm làm hộ pháp cho mình là vì không muốn để hai người họ dấn thân vào nguy hiểm, nhưng hiện tại, hắn lại phát hiện trong lúc bản thân chợp mắt, họ đã leo lên ngai vàng trên đại điện ngồi từ đời nào. Hành động này khiến Dương Bách Xuyên tức điên, gân cổ giống lớn với hai người. Giờ thì hay rồi, cả ba đều đã yên vị trên ngai vàng, đồng nghĩa với việc tất cả mọi người cùng bị nhốt trong thế giới ảo tưởng của biển ý thức, đúng không? Nhưng chẳng hiểu sao hẳn cứ có cảm giác không đúng ở đâu đó, tiếc thay trong lúc nhất thời hắn không tài nào nghĩ ra nổi. Bấy giờ, thấy hắn quát tháo mình, trên mặt hai người kia lập tức hiện rõ vẻ bối rối, vội vàng đứng bật dậy khỏi ma ỷ trong vô thức. Tuyết Hương chỉ bình tĩnh liếc nhìn Dương Bách Xuyên, lặng im không nói, còn Mông Điềm thì lắp bắp thưa, sư tôn, bọn con. Bọn con, mãi vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh. Thấy vậy, Dương Bách Xuyên bỗng quay sang trách chim thần ma, con chim mất dạy kia, không phải ngươi bảo có ngươi canh chừng rồi hả? Sao lại thành ra thế này? Kha kha, chuyện này không thể trách ta nha, ta nói họ cũng đâu có nghe. Chim thần ma há miệng cười khằng khặc. Dương Bách Xuyên càng nghĩ càng thấy lạ, lại tạm thời lại không tìm ra được. Điểm bất thường, đúng lúc này, Dương Bách Xuyên thấy đầu ong ong hết cả lên, kế tiếp, hắn cảm nhận được ánh sáng đen do Hắc Liên tỏa ra từ biển ý thức. Sau một thoáng sững sờ, Dương Bách Xuyên cảm giác đầu óc thanh tỉnh hơn hẳn. Tiếp đó, Dương Bách Xuyên ngây ra, chợt nhớ tới chuyện lúc trước. Lúc này, hẳn biết mình đã trúng chiêu, cũng còn may là có Hắc Liên ở trong biển ý thức, sau khi được hào quang vô hình soi sáng, suy nghĩ hắn trở nên rõ ràng hơn, cuối cùng cũng nhận ra điểm bất thường nằm ở đâu. Hắn đoán hiện tại bản thân đã bước vào thế giới ý thức huyền ảo. Và Tuyết Hương, Mông Điềm cùng chim thần ma trước mặt hắn đây đều có vấn đề, hay đúng hơn là căn bản không phải ba người họ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tỷ như Mông Điềm, giờ hắn ta là đệ tử thứ tư của hắn, theo đạo nghĩa tôn sư trọng đạo, lời hắn nói chính là mệnh lệnh, nếu hắn đã dặn Mông Điềm bảo vệ cơ thể của họ, chắc chắn hắn ta sẽ không dám làm trái lại. Tương tự, với sự hiểu biết của hắn về Tuyết Hương, nếu hẳn bảo cô nhóc ấy hộ pháp cho mình, nhất định nàng ấy sẽ nghe theo, ra sức bảo vệ thật tốt. Về phần chim thần ma, nó đã đồng ý với hắn sẽ canh chừng Mông Điềm và Tuyết Hương. Kết quả lại phạm phải sai lầm đơn giản như vậy, nghĩ kiểu gì cũng thấy không hợp lý. Mặt khác, lúc nói chuyện với hắn, chim thần ma rất ít khi xưng ta, thay vào đó toàn gào mồm hô ông đây, vậy mà lần này lại tự xưng ta. Bấy giờ, Dương Bách Xuyên hoàn hồn, tất cả những chuyện diễn ra trước mắt không phải sự thật, mà do. Hắn đã tiến vào thế giới ý thức huyền ảo. Có điều, thú thật, tới tận lúc này, hắn vẫn cảm thấy những chuyện mình nhìn thấy vô cùng chân thật, tới cả cơ thể cũng có vẻ tràn ngập sức sống. Ngoại trừ những điểm bất hợp lý nêu trên của Tuyết Hương, Mông Điềm và chim thần ma thì vẫn còn một chỗ khác thường nữa là tất cả những người khác đều có mặt tại đây, quan trọng nhất là có thể đứng dậy khỏi ma ỷ. Hắn nhớ rất rõ chim thần ma từng nói rằng một khi ngồi xuống ma ỷ sẽ không thể đứng dậy, bởi ý thức của người đó đã rơi vào thế giới ý thức huyền ảo. Nếu không có người đánh thức hoặc giết chết tâm ma trong thế giới ý thức huyền ảo thì sẽ không tỉnh lại được. Mà hiện tại, người có thể cứu được bọn họ, chỉ có mình hắn đang ngồi trên ma ỷ thôi. Nhưng hắn còn chưa bắt đầu ra tay thì sao những người đó có thể rời khỏi ma ỷ chứ? Thế nên đây chính là thế giới ý thức huyền ảo. Trong thế giới ý thức huyền ảo này, một là tồn tại tâm ma, còn không sẽ xuất hiện kẻ địch, chắc chắn là như vậy. Nhưng giờ hắn không nhìn thấy một kẻ địch nào, tức là tất cả mọi người vẫn còn ở trong thế giới ý thức huyền ảo. Mà nhắc tới kẻ địch, đúng là không có lấy một mống, nhưng trong đại điện lại lòi đâu ra thêm hai người một chim những người đáng lý ra không nên có mặt. Và đó không ai khác chính là Tuyết Hương, Mông Điềm cùng với chim thần ma. Không đúng, còn có hơn 1.000 tướng sĩ quỷ tiên của Mông Điềm đứng rải rác xung quanh đại điện nữa. Quỷ tiên sẽ không bị trúng chiêu, với cả chỉ có người ngồi xuống ma ỷ mới có thể tiến vào ý thức huyền ảo, thế nên hơn 1.000 quỷ tiên có mặt trong đại điện giờ phút này đều là giả hết. Sau khi nhìn thấu chuyện này, Dương Bách Xuyên khế nhếch môi cười nhẹ. Mặc dù tạm thời hắn vẫn chưa biết phải phá giải huyễn trận nhiếp hồn ma này thế nào để tất cả mọi người có thể tỉnh lại khỏi thế giới ý thức, nhưng hắn lại nghiệm ra một điều, đó là chỉ cần tiêu diệt toàn bộ sinh vật dư thừa xuất hiện trong thế giới ý thức huyền ảo thì trận pháp sẽ tự động bị phá. Chớp mắt một cái, Dương Bách Xuyên nhanh tay tóm gọn chim thần ma. Hắn nắm chặt chim thần ma trong tay, không chút do dự dồn sức vào cánh tay, bóp nát chim thần ma. Bụp! Mì thanh nặng nề vang lên, chim thần ma hóa thành một luồng khói. Biến mất không thấy tăm hơi. Quả nhiên là hàng giả. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm.
Người khác không biết nhiều về chim thần ma, nhưng hắn lại hiểu rõ như đi cuốc trong bụng, huyết mạch của loài ấy gần như bất tử bất diệt, sao có thể bị mình bóp nát dễ dàng như vậy được. Hơn nữa còn không có lấy một giọt máu. Thế nên chắc chắn là hàng giả không sai. Thấy thế, Tuyết Hương và Mông Điềm đứng trước mặt hắn lập tức biến sắc. Ông đây không quan tâm ngươi là ai, mau thả bạn của ta ra, có gan thì xuất hiện đấu một trận với ta này, đừng làm con rùa rụt đầu. Dương Bách Xuyên đứng tại chỗ, xung quanh như lọt vào bóng tối vô biên, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lúc này, Dương Bách Xuyên mới thật sự cảm thấy nguy hiểm. Hiện tại, bất kể Mông Điềm lạ lùng hay Tuyết Hương, hoặc là những người khác, rõ ràng mới phút trước vẫn còn hiện diện trong đại điện, vậy mà giờ đều đã biến mất không thấy đâu nữa. Có lẽ do bị hắn vạch chân nên mọi thứ cũng tan biến theo. Giờ phút này, đại điện đã biến thành thế giới tăm tối. Ha ha ha, danh con, ngoan ngoãn chịu chết đi, mấy chuyện khác chờ ngươi thoát được khỏi bóng đêm này rồi tính tiếp nhé. Trò hay đã bắt đầu, cứ từ từ tận hưởng uy lực của đại trận nhiếp hồn. Bổn tọa ở đây, nếu ngươi đủ bản lĩnh tìm thấy bổn tọa, tự nhiên sẽ được gặp lại các bạn của ngươi thôi, có điều bổn tọa sẽ không cho ngươi cơ hội đó đâu. Giọng nói này quá đỗi quen thuộc. Dương Bách Xuyên có cảm giác mình đã từng nghe qua ở đâu đó rồi. Nghĩ kỹ lại thì, sao giọng nói đó giống giọng mình quá vậy? Hắn nhớ trước đó, chim thần ma có nói rằng thứ cần đối phó trong thế giới ý thức huyền ảo là tâm ma. Tâm ma đó có thể do tâm ma trong tâm trí mình biến thành, nhưng cũng có thể là sinh vật được sinh ra từ trận nhiếp hồn. Có điều, hiện tại, Dương Bách Xuyên lại cho rằng tâm ma là sự kết hợp của cả hai. Bởi vì bên cạnh giọng nói quen thuộc, giọng điệu hùng hồn lại có tính tự chủ cao ra thì vẫn còn vài yếu tố khác xen lẫn bên trong nữa. Nhưng dù có là loại nào thì Dương Bách Xuyên cũng chỉ nhớ đúng một điều, đó là diệt trừ nó. Hắn từng thử dùng càn khôn ngôn để quan sát bóng tối xung quanh, nhưng tiếc thay trong thế giới này, dường như càn khôn nhãn đã bị vô hiệu hóa. Cuối cùng, Dương Bách Xuyên dứt khoát nhắm mắt lại, trầm giọng mở miệng, đợi ta xua tan màn đêm tăm tối này xong sẽ tới chém chết ngươi. Hắn vốn định chọc giận đối phương. Sau đó lần theo âm thanh để tìm, nào ngờ kể từ giây phút đó, tâm ma lại ẩn mình trong bóng tối, không còn ló mặt ra nữa. Cả thế giới yên tĩnh lạ thường, không chỉ nhìn không thấy bất cứ thứ gì, mà còn chẳng có chút âm thanh nào. Dương Bách Xuyên biết những kẻ xuất hiện ở đây ban nấy toàn là sản phẩm của ảo tưởng. Chỉ cần hẳn tìm được tâm ma đang ẩn mình trong bóng tối, tiêu diệt nó, trận nhiếp hồn này ắt sẽ tự động biến mất. Hiện tại, ngoại trừ hắn thì có vẻ tất cả những người khác đều đã rơi vào thế giới ý thức của bản thân, và khả năng cao là vẫn chưa nhận ra bản thân đã chìm vào thế giới ý thức huyền ảo. Thế nên những người khác không thoát nổi, càng không thể tìm thấy cách phá giải. Chỉ có ý thức của hắn là thanh tỉnh. Sự hiện diện của Hắc Liên đã bảo vệ thần hồn của hắn, vì vậy tâm ma huyền ảo không tài nào mê hoặc được tâm trí hắn, cùng lắm chỉ có thể nhốt hắn lại trong thế giới huyền ảo. Chính vì lẽ đó, hắn có thể đối đầu trực diện với tâm ma huyền ảo. Và đương nhiên điều này cũng liên quan mật thiết tới việc ngai vàng mà hắn ngồi nằm ở vị trí cao nhất. Bấy giờ, Dương Bách Xuyên lẳng lặng đứng tại chỗ, nhắm chặt hai mắt, phóng thích tâm khiếu thiên phú, cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của thế giới xung quanh. Hắn biết nhất định tâm ma sẽ ra tay với mình, thế nên phải đề cao cảnh giác. Trong đầu lặp đi lặp lại câu nói làm lơ tất cả chỉ là chuyện nhỏ của chim thần ma, tức là vào những lúc thế này, tuyệt đối không được sợ hãi, bằng không sẽ thất bại thảm hại. Trái lại, nếu hắn không sợ gì hết, coi tất cả như không khí, vậy sẽ có cơ hội kiềm chế được tâm ma. Cũng vì vậy mà tuy Dương Bách Xuyên đã rơi vào bóng đêm vô tận, nhưng tâm trí lại cực kỳ bình tĩnh. Hắn biết tuyệt đối không được hoảng, một khi dao động, mọi chuyện sẽ kết thúc. Hắn vừa thả lỏng tâm thần, cảm nhận sự thay đổi xung quanh, sau lưng bỗng chấn động mãnh liệt. Hự, cảm giác đau đớn tột độ ập tới, như thể có thứ vũ khí sắc bén nào đó đã đâm xuyên qua tim hắn từ phía sau. Hắn nhanh tay tung trưởng phản công, thế mà lại đánh trúng không khí, bởi phía sau không bất cứ sinh vật nào cả. Dù biết tất cả chỉ là ảo giác do ý thức huyền ảo tạo nên, vết thương nơi ngực hoàn toàn không có thật, nhưng cơn đau thấu tim đó lại chân thật vô cùng. Tức là hắn phải xem cả cảm giác đau như không khí, nhất định phải nhớ như in trong đầu, bởi một khi hắn cho rằng bản thân bị đâm xuyên tim thật, vậy đời hắn xem như tiêu tùng. Lúc này, tên đánh lén lại biến mất lần nữa. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi. Điều chỉnh lại tâm trạng, cố gắng ngó lơ vết thương do bị đánh lén trên ngực, vì không quan tâm tới vết thương mới là phương pháp đúng đắn nhất để đối phó với ảo ảnh. Quả nhiên, chỉ cần không để ý tới, cơn đau trên ngực sẽ lập tức biến mất. Nhưng Dương Bách Xuyên biết bản thân đã bị thương thật, có điều không phải có thể, mà là thần hồn. Không thể nào sai được, bởi hắn có thể cảm nhận được rất rõ điều đó.
chỉ là biết cũng chẳng làm được gì, vì hắn chưa tìm ra vị trí ẩn nấp của tâm ma trong bóng tối. Xem ra tâm ma đó tính chơi trò đánh lén, ỷ vào bóng đêm tăm tối để từ từ đùa chết mình. Không được, không thể để hắn ta nắm mũi dẫn đi như vậy. Bằng không, chẳng sớm thì muộn, thần hồn của hắn cũng sẽ bị vờn tới chết. Não bộ Dương Bách Xuyên lập tức hoạt động hết công suất, nghĩ cách ứng phó. Hiện tại, hắn đang ở trong thế giới ý thức, bên trong trận nhiếp hồn, cũng là sân nhà của tâm ma. Đúng lúc này, trong đầu hắn lại nảy ra một ý tưởng, nếu ý thức của mình đã tỉnh lại, nghĩa là có thể sử dụng vào món bảo bối khác, đúng không? Tỷ như thần thông thiên phú thần hồn, chuông đông hoàng, cánh cửa u đô, hoặc là tượng bản mạng. Tóm lại là không thể tiếp tục chịu thiệt thế này nữa. Âm lại một đòn tấn công nữa ập tới. Sau lưng Dương Bách Xuyên đột ngột bị trúng một chưởng cực mạnh, khiến hắn té lộn nhào về phía trước. Cảm giác của hắn lúc này là cơ thể như sắp vỡ thành trăm mảnh đến nơi. Coi ngựa sống như ngựa chết mà chữa vậy, Dương Bách Xuyên chuẩn bị dùng thử chuông đông hoàng. Suy nghĩ thoáng lé lên trong đầu, hắn thử gọi chuông đông hoàng xuất hiện. Bong, tiếng chuông quen thuộc vang lên. Dương Bách Xuyên mừng thầm trong lòng, quả nhiên dùng được. Tiếng chuông của chuông đông hoàng vang vọng trong bóng tối vô tận, càng tăng thêm sự tự tin cho Dương Bách Xuyên. Hắn triệu hoàn chuông đông hoàng vì muốn thử xem có thể sử dụng thiên phú thần thông trong thế giới ý thức ma huyễn hay không, không ngờ có thể dùng được. Nếu chuông đông hoàng có thể xuất hiện, vậy chứng tỏ cánh cửa u đô và bản mạng thần tượng của hắn cũng có thể xuất hiện. Nghĩ đến đây Dương Bách Xuyên tràn đầy năng lượng. Hắn đã ăn rất nhiều khổ sau khi bị ma vật đánh lén hai lần, trong lòng vô cùng tức giận. Nhưng cũng không còn cách nào khác, bởi vì rất khó phòng bị, không biết đối phương sẽ xuất hiện từ đâu. Hắn hoàn toàn không nhìn thấy cũng không cảm nhận được chúng, trong bóng đêm hắn hoàn toàn là người mù. Dương Bách Xuyên biết rõ nếu không giải quyết khốn cảnh này, sớm hay muộn hắn cũng bị ma vật chơi chết. Cũng may lúc này hắn triệu hoán được chuông đông hoàng, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiếng chuông đông hoàng vang lên, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được rất rõ một luồng sóng âm khuếch tán ra ngoài. Khoảnh khắc sóng âm của chuông đông hoàng khuếch tán, Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được thứ gì đó. Phát hiện này làm hắn vô cùng vui sướng. Ngay sau đó chuông đông hoàng xuất hiện bao phủ trên người hắn, hình thành hình thái cao 9 mét. Phù văn màu vàng chuyển động trên đó, phát ra ánh sáng chói mắt. Lần này Dương Bách Xuyên hoàn toàn nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Nhưng ngoài dự đoán của Dương Bách Xuyên, mặc dù chuông đông hoàng chiếu sáng khoảng một cây số, nhưng những gì hắn nhìn thấy chỉ là một nơi hỗn độn chứ không phải đại điện. Xung quanh không có gì cả, chỉ có sương mù dày đặc. Dương Bách Xuyên biết bản thân vẫn đang ở trong trận pháp ma huyễn, hay nói cách khác là thế giới ý thức của trận pháp nhiếp hồn. Không có sinh linh nào cả, Dương Bách Xuyên nhíu mày. Những nghĩ là ít nhất hiện giờ hắn không phải mù cả hai mắt mà chỉ bị che mất một mắt. Ít nhất hắn có thể kịp phản ứng trước nguy hiểm, không lo bị đánh lén. Bởi vì hiện tại có chuông đông hoàng phòng ngự, đây là thiên phú thần thông thần hồn của hắn, rất thích hợp dùng vào lúc này. Vừa rồi lúc sóng âm của chuông đông hoàng khuếch tán, Dương Bách Xuyên rõ ràng cảm nhận được có thứ gì đó ở đằng xa. Nếu hắn đoán không sai đó chính là kẻ địch đang ẩn nấp trong bóng đêm, hoặc nói chính xác hơn là ma hồn của ma chân nhiếp hồn. Nếu hiện tại hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, vậy hắn sẽ không ngồi chờ chết, cần phải tóm lấy tâm ma kia, như vậy mới tìm được ý thức thần hồn của đám người Đinh Hòa Bình. Rốt cuộc đến tận lúc này hắn vẫn không biết đám Đinh Hòa Bình ra sao rồi. Mặc dù theo lời của tâm ma, chỉ có tiêu diệt nó mới có thể cứu được đám người Đinh Hòa Bình, nhưng Dương Bách Xuyên phải tìm được tâm ma trước đã. Lúc này hắn cảm thấy mình đã có cách đối phó. Tiếng chuông của chuông đông hoàng vang lên. Phát ra sóng âm thì có thể tìm được tâm ma đang trốn. Dù lúc này ánh sáng đã chiếu rọi toàn bộ thế giới bóng tối nhưng xung quanh chỉ là hỗn độn, nhìn bằng mắt thường thì không thấy gì cả. Dương Bách Xuyên vận chuyển chuông đông hoàng, để tiếng chuông VNG vọng khắp nơi. Dương Bách Xuyên cẩn thận cảm nhận. Lúc cách mười mấy mét, Dương Bách Xuyên cầm phi tiên chém xuống chỗ đó. Mặc dù chỗ đó là một đám sương mù mờ ảo, nhưng hắn tin tưởng người núp sau đó chính là tâm ma. Âm đùng. Sương mù bị hắn chém tan. Sau đó đồng tử của Dương Bách Xuyên co rụt lại. Sau khi đánh tan sương mù, hắn cũng nhìn thấy người nấp trong sương mù. Một người vô cùng quen thuộc. Người đó đang mỉm cười, phất tay nhẹ nhàng dập nát phi kiếm của hắn. Trong thế giới ý thức ma huyễn, thật ra mọi người đều đang đua ý chí thần hồn với nhau. Đối phương nhẹ nhàng vung tay lên đã hóa giải một kích của hắn, điều này làm Dương Bách Xuyên vô cùng chấn động. Nhưng đây không phải điều quan trọng nhất.
quan trọng nhất tâm ma này là chính hắn. Tâm ma biến thành bộ dáng của hắn. Hoặc nói cách khác đây là tâm ma của hắn. Nhưng cũng có thể nói không phải. Có chút mâu thuẫn nhưng cũng không quá khó hiểu. Bởi vì trận pháp này là trận nhiếp hồn, khoảnh khắc hắn ngồi lên vương tọa hoàng kim, thần hồn của hắn đã bị động tiến vào thế giới ma huyễn. Đây là một ma trận, tất nhiên trong ma trận này sẽ có ma hồn cao cấp, ma hồn đó thao tác trận pháp nên có thể biết được mặt tối trong lòng hắn, sau đó trở thành tâm ma của hắn, hay nói đúng hơn là dung hợp tâm ma. Chẳng qua Dương Bách Xuyên cảm thấy hơi lạ lạ, bởi vì xuất hiện một người giống y hệt mình. Cùng đầu bạc, cao hơn 1m8, dáng người mạnh mẽ, mày kiếm mắt sáng, cực kỳ đẹp trai. Hình như hơi không đúng thì phải. Dương Bách Xuyên nhìn một cái khác mình, đúng là rất đẹp trai. Đương nhiên chỉ bề ngoài mà thôi, ánh mắt của đối phương chứa đầy tà ác. Sau khi hóa giải công kích của hắn, hai người cũng không vội chém giết lẫn nhau. Tâm ma nở nụ cười khinh bỉ, làm ta giật mình, không ngờ tên phế ngươi vẫn còn chiêu. Nhưng vậy mới hay, nếu chơi chết ngươi luôn thì chán lắm, đúng không? Mang theo tâm tình mèo vần chuột, tâm ma nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nghe thấy mấy lời nói ngông cuồng như vậy phát ra từ miệng mình, trong lòng rất khó chịu. Dương Bách Xuyên lạnh lùng nói, ta không quan tâm ngươi là thứ gì, hiện tại a cho ngươi một cơ hội, lập tức thay đổi dung mạo khác, nếu không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha, tâm ma điên cuồng cười to, dường như nghe được chuyện gì đáng cười nhất trên đời này. Sau đó tâm ma gằn giọng nói, một tên phế vậy như ngươi cũng muốn uy hiếp bổn tọa. Bổn tọa huyễn ma ma tộc, mặc dù giờ chỉ là một hồn ma nhưng cũng không phải người mà một con kiến vô dụng như ngươi uy hiếp được. Tiến vào thế giới nhiếp hồn của bổn tọa, ha ha. Bổn tọa sẽ từ từ chơi chết ngươi, chơi đùa với ngươi 1.000 năm, 1 vạn năm, 10 vạn năm. Ha ha ha, càng nghĩ càng phấn khích, yên tâm đi, bổn tọa sẽ không để ngươi chết dễ dàng, chết ở chỗ này là một chuyện rất quý, tồn tại mới là địa ngục. Dứt lời, tâm ma biến mất trong tâm mắt của Dương Bách Xuyên. Lúc này Dương Bách Xuyên nghe được một tin tức, tâm ma này tự xưng là huyễn ma ma tộc. Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng đã để lộ rất nhiều tin tức. Đầu tiên hắn có thể xác định tâm ma này không phải tâm ma chân chính trong lòng hắn, mà là huyễn ma ma tộc. Nếu thật sự mạnh như vậy thì đã đi ra ngoài gây họa khắp nơi chứ không phải bị nhốt ở nơi này. Thấy huyễn ma biến mất, Dương Bách Xuyên bắt đầu vận chuyển chuông Đông Hoàng. Keng! Tiếng của chuông Đông Hoàng có thể giúp hắn nắm giữ được tung tích của huyễn ma. Tiếng chuông của chuông Đông Hoàng vừa rồi còn có hiệu quả, lúc này lại mất tác dụng rồi. Dương Bách Xuyên căn bản không tìm được vị trí của huyễn ma từ trong sóng âm, hoàn toàn không cảm ứng được. Bây giờ trong lòng hắn trở nên hơi bực bội, lẩm bẩm có thể bản thân thật sự đã coi thường thủ đoạn của huyễn ma. Nó là ma hồn thượng cổ còn sót lại, hơn nữa còn là huyễn ma giỏi về ảo giác, xem ra đúng là có chỗ độc đáo. Nhưng mà Dương Bách Xuyên cũng không quá căng thẳng, bởi vì đột nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề, nếu như đối phương thật sự không có kẽ hở. Vậy nó hoàn toàn không cần ảnh tàng đánh lén khi đối mặt với một kẻ yếu chẳng khác gì run rế trong mắt nó như hẳn, trực tiếp ngược đãi hắn chẳng phải càng sướng hơn à. Cho nên Dương Bách Xuyên nghĩ chắc chắn là huyễn ma cũng có điều kiêng dè, hoặc cũng có nhược điểm, nếu không hoàn toàn không cần ảnh tàng, cứ phải dựa vào thủ đoạn nham hiểm để đối phó với hắn lần nữa. Điều này không khớp với logic và thủ đoạn của một cường giả. Chỉ có thể chứng tỏ huyễn ma cũng có điều kiêng dè, còn đó là cái gì thì bây giờ Dương Bách Xuyên vẫn chưa biết. Hắn cũng không vội, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, hắn không tin huyễn ma này thật sự là tay mắt thông thiên. Hơn nữa, chẳng lẽ hắn không có thủ đoạn sở trường nào sao? Trong đầu nghĩ như vậy, hắn lại vận chuyển chuông Đông Hoàng, dù sao. Chuông Đông Hoàng là thần thông thiên phú có thể phòng ngự cũng có thể công kích, hắn không sợ gì cả. Dương Bách Xuyên biết lúc này huyễn ma có khả năng đang ở chỗ nào đó xung quanh hắn, nhưng lại trốn được sự truy tung của tiếng chuông Đông Hoàng. Chuông Đông Hoàng đã tạm thời không có tác dụng, Dương Bách Xuyên chỉ có thể yên tĩnh theo dõi. Không phải hắn không có thủ đoạn khác, mà là không muốn lật con át chủ bài của mình ra, nếu như vậy thì sẽ bị động, điều hắn cần làm là chờ đợi thời cơ. Đợi huyễn ma tự nhảy ra, đợi cho nó tự ra tay, rồi tìm kiếm nhược điểm của huyễn ma, đây mới là điều hắn cần làm. Có phù văn màu vàng của chuông Đông Hoàng chiếu rọi, ít nhất Dương Bách Xuyên sẽ không cảm thấy yên tĩnh tới mức đáng sợ. Cả vùng đất hỗn độn đều bao phủ dưới tia sáng phủ văn màu vàng của chuông Đông Hoàng, ít nhiều Dương Bách Xuyên đã chiếm được chút ưu thế. Đương nhiên ngoài mặt trông hắn không hề sợ hãi, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, thực ra trong lòng hoàn toàn ngược lại, hắn vẫn đang nhanh chóng vận chuyển và nghĩ cách. Làm sao mới có thể tìm ra và xử lý huyễn ma?
Từ đầu tới cuối, tiếng chuông của chuông Đông Hoàng không hề dừng lại, kêu vang cong cong cong, phù văn màu vàng lưu chuyển quanh người, Dương Bách Xuyên đứng nguyên tại chỗ, yên lặng chờ đợi. 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, 1 canh giờ trôi qua, không hề có động tĩnh gì. Lúc này, Dương Bách Xuyên biết Huyễn Ma và hắn đang so tính kiên nhẫn. Mặc dù Dương Mỗ biết điều này, nhưng vẫn không khỏi hơi bực bội trong lòng. Bởi vì hắn không có nhiều thời gian để tiếp tục tiêu hao. Ở trong thế giới ý thức thần bí của Huyễn Ma thời gian dài, người chịu thiệt cuối cùng vẫn là hắn. Hơn nữa, bây giờ không biết nhóm người đỉnh hòa bình đang ở chỗ nào, hoặc nói là bị Huyễn Ma nhốt ở trong thế giới ý thức như thế nào. Thời gian lâu dần, hắn và nhóm người đỉnh hòa bình đều sẽ gặp nguy hiểm. Còn đối với Huyễn Ma, chỉ cần hắn xuất hiện cảm xúc nóng nảy thì chính là sơ hở, cũng là giây phút nguy hiểm. Chính vì trong lòng biết rõ những điều này, nên Dương Bách Xuyên mới cố gắng kiềm chế bản thân, không thể xuất hiện sự nôn nóng, không thể để Huyễn Ma nhìn ra sơ hở. Rất rõ ràng, Huyễn Ma có kiêng dè đối với chuông Đông Hoàng của hắn, nếu không nó đã ra tay từ lâu, chứ không cần so tính kiên nhẫn như lúc này. Dương Bách Xuyên đứng nguyên tại chỗ không động đậy, sau khi 3 canh giờ trôi qua, hắn biết không thể đợi tiếp được nữa, hắn không có thời gian để tiêu hao. Trong lòng hắn mắng chửi Huyễn Ma gian xảo, chuẩn bị nghĩ cách ép Huyễn Ma ra ngoài. Nhưng mà đúng lúc hắn vừa chuẩn bị ra tay, mấy chục mét phía sau lại vang lên một giọng nói. Dương Bách Xuyên nhìn thấy ông ta, chính là Bảo Thuận Quang. Chủ nhân, cuối cùng ta cũng tìm thấy ngài rồi. Lúc này, Bảo Thuận Quang hơi tủi thân, tóc tai bù xù, cả người toàn là vết thương, rất thê thảm. Dương Bách Xuyên híp mắt, hỏi, lão Bảo, các ngươi đã gặp chuyện gì? Lão Ninh và người khác đâu? Không biết, không biết. Bảo Thuận Quang lắc đầu lia lịa, thở hồng hộc nói, bọn ta vốn đang tìm kiếm ở cửa đại điện, ai ngờ vừa chớp mắt ta đã đến một nơi quái quỷ như vậy, còn bị sinh linh kỳ lạ công kích. Ta hoàn toàn không thấy thứ gì công kích ta, cũng không hề biết nhóm lão Đinh ở nơi nào. Dương Bách Xuyên nhìn Bảo Thuận Quang, trong lòng hắn cười lạnh, nhưng trên mặt lại thản nhiên, vậy à, chỗ này là cả vùng hỗn độn ngươi ngược lại có bản lĩnh đấy, cách mấy chục mét đã phát hiện ra ta sao? Dương Bách Xuyên vừa dứt lời. Sắc mặt Bảo Thuận Quang chợt cứng nhắc, sau đó nói, chủ nhân, lão Bảo ta tốt xấu gì cũng là hỗn nguyên đạo tiên, đừng nói mấy chục mét, thực ra cách mấy trăm mét đã phát hiện ra ngươi, vội vàng đuổi tới đây. Ta lo chủ nhân bị công kích, nơi này quả thật quá tà môn, trong bóng tối có tồn tại không thể thấy, vô cùng đáng sợ. Bảo Thuận Quang thao thao bất tuyệt, lại vô cùng để ý biểu cảm của chủ nhân Dương Bách Xuyên. Nghe Bảo Thuận Quang nói, Dương Bách Xuyên cười híp mắt, bỗng nói, lão Bảo à, đột nhiên chủ nhân ta đây muốn ngươi quỳ xuống. Cái gì, biểu cảm của Bảo Thuận Quang như đã nghe nhầm, ông đây bảo ngươi quỳ xuống. Dương Bách Xuyên nói lớn hơn, nhìn chằm chằm Bảo Thuận Quang, quát, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi là tôi tớ lế nào không nên quỳ xuống khi gặp chủ nhân sao? A, à, ố, quả thật là vậy, được ta quỳ. Sắc mặt Bảo Thuận Quang cứng nhắc nói, sau đó chuẩn bị tham bái Dương Bách Xuyên. Từ đầu đến cuối đôi mắt của Dương Mỗ vẫn nhìn chằm chằm Bảo Thuận Quang, không hề rời đi. Ngay sau đó lại thấy Bảo Thuận Quang từ từ khom lưng. Lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên cũng hơi buồn bực, không lẽ đoán sai rồi. Đương nhiên suy nghĩ này đã bị hắn bóp chết trong nháy mắt, hắn tin chắc. Phán đoán của bản thân sẽ không sai. Bảo Thuận Quang trước mắt căn bản không phải tôi tớ Bảo Thuận Quang của hắn. Chắc chắn là Huyễn Ma biến thành, không cần nghi ngờ. Bởi vì Dương Bách Xuyên biết rõ, trong sương mù hỗn độn này đừng nói là Bảo Thuận Quang. Ngay cả hắn còn không thấy được khoảng cách hơn 10 mét. Đến mắt càn khôn của hắn còn mất tác dụng, sao Bảo Thuận Quang có thể thấy được sự tồn tại của hắn cách hơn mấy chục mét. Thậm chí lại còn nói mấy trăm mét đã phát hiện ra hắn, sau đó vội vàng qua đây. Đây là trò cười. Còn một điều nữa, người khác đều chưa xuất hiện, nhưng tốn hơn 3 canh giờ, Bảo Thuận Quang đã xuất hiện rồi. Tất cả đều quá quỷ dị, cho nên Dương Bách Xuyên nghĩ Bảo Thuận Quang trước mắt chính là đồ giả mạo, là Huyễn Ma biến thành. Nhưng cũng có một điều Dương Bách Xuyên không xác định được, đó chính là khí thức của Bảo Thuận Quang trước mắt chính là Bảo Thuận Quang. Vẻ ngoài của một người rất dễ mô phỏng, nhưng khí thức lại là căn nguyên thần hồn, không thể mô phỏng. Đương nhiên chuyện gì cũng không có tuyệt đối, giống như Bách Biến Chí Tôn lúc trước lão đầu nói với hắn, không những có thể biến thành dáng vẻ của người khác, mà còn có thể mô phỏng khí thức thần hồn của người khác. Cho nên hắn phải thử Bảo Thuận Quang. Bắt Bảo Thuận Quang quỳ xuống. Nếu như Bảo Thuận Quang trước mắt thật sự là tôi tớ của hắn, vậy thì ông ta sẽ cam tâm tình nguyện quỳ bái hắn. Ngược lại, nếu như Bảo Thuận Quang này là người do Huyễn Ma biến thành,
Dương Bách Xuyên tin với sự kiêu căng ngạo mạn của huyễn ma, chắc chắn nó sẽ không quỳ bái hắn. Thăm dò này đơn giản thô bạo, lại có hiệu quả nhất. Lúc này thấy Bảo Thuận Quang từ từ khom lưng. Dương Bách Xuyên hơi hoảng hốt, không lẽ là Bảo Thuận Quang thật. Đương nhiên mãi đến lúc này hắn vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, thần hồn hiện đầy trên hai tay, đợi ra tay bất cứ lúc nào. Ngay sau đó, cảnh giác hoặc nói là suy đoán của hắn đã ứng nghiệm. Ngay lúc Bảo Thuận Quang sắp quỳ xuống, đột nhiên lại ra tay với Dương Bách Xuyên. Chết đi! Tiếng giống giận trầm thấp, ma khí ngút trời trên hai tay đánh về phía đan điền của Dương Bách Xuyên. Hơi tiểu ra biết ngay là như vậy. Dương Bách Xuyên hừ lạnh, đồng thời nắm chặt hai tay hiện đầy lực thần hồn, va chạm với hai quyền của Bảo Thuận Quang. Âm ầm! A! Cũng may hắn có chuẩn bị trước, chiếm được tiên cơ. Hai quyền của Dương Bách Xuyên đánh vào hai tay của Bảo Thuận Quang, bùng lên một tiếng nổ vang, ngay sau đó Bảo Thuận Quang kêu thảm, bị hai quyền của Dương Bách Xuyên đánh gãy hai tay. Tiếp đó, ma khí ngút trời tràn ra, hoặc nói là lực ma hồn vô cùng mạnh mẽ bùng lên, bỗng chốc biến mất tại chỗ. Tiếng chuông đinh tai nhức óc chấn nhiếp tâm thần, phù văn màu vàng trên chuông đông hoàng lưu chuyển nhanh chóng, kim quang bùng nổ, chí dương chí cương nháy mắt bao phủ lấy ma khí này. A, growl growl growl. Trong ma khí vang lên tiếng kêu thảm thiết, Dương Bách Xuyên lại trực tiếp chụp chuông đông hoàng lên ma khí. Lúc này cho dù hắn không giết chết được huyễn ma, thì cũng phải lột một lớp da của huyễn ma mới được. Ngay khi Bảo Thuận Quang nổi giận, Dương Bách Xuyên đã ra tay, chuông đông hoàng đã chuẩn bị từ lâu, cuối cùng cũng được dùng tới. Mặc dù chuông đông hoàng là một loại thần thông xuất hiện từ thiên phú của thần hồn, nhưng lại có sức mạnh chí dương chí cương tối cao, vừa vặn đây cũng là khắc tỉnh của tất cả lực lượng thuộc tính u ám. Sức mạnh của huyễn ma thuộc chí âm, những lực lượng có thuộc tính dương bình thường đương nhiên sẽ không có tác dụng. Nhưng gặp phải chuông đông hoàng của Dương Bách Xuyên xem như nó đen đủi. Thiên phú thần hồn của Dương Bách Xuyên bao gồm chuông đông hoàng, cánh cửa u đô, nói đúng ra thì chúng đều là bản lĩnh tu luyện, thiên phú do nguyên thần của bản mệnh mang tới. Đây là những thiên phú thần thông có 102 của hắn. Rất đặc sắc. Lúc này, bọn họ bị bao phủ trong ma khí được hóa ra từ huyễn ma. Dương Bách Xuyên liều mạng bắt đầu triệu hồi chuông đông hoàng, hắn muốn luyện hóa để huyễn ma chết ở bên trong. Tùng tùng tùng, vù vù vù, tiếng của chuông đông hoàng và âm thanh chuyển động của phù văn màu vàng không ngừng vang lên. Từ bên ngoài nhìn xuyên qua chuông đông hoàng trong suốt, bên trong là một mảng đen kịt, nhưng đang không ngừng nhỏ lại. Đang trong quá trình luyện hóa, chỉ chưa tới 10 phút đồng hồ, ma khí đã hoàn toàn biến mất. Dương Bách Xuyên lại ngây ngẩn cả người. Sau khi ma khí bị chuông đông hoàng bao phủ lại không thấy bất cứ thứ gì ở bên trong. Ngoại trừ luyện hóa ma khí, bên trong không hề có bóng dáng của huyễn ma. Lúc này Dương Bách Xuyên mới nghĩ tới, xem ra hắn đã coi thường huyễn ma rồi. Rõ ràng ma đầu đã dùng thủ đoạn nào đó để chạy ra ngoài. Nếu không thì lúc này phải ở bên trong chuông đông hoàng mới đúng. Nhưng hiện tại bên trong chuông không có gì cả. Hắn chỉ diệt trừ ma khí. Bảo Thuận Quang là giả. Do huyễn ma hóa thành. Hắn đã đoán đúng. Không hẳn là không thể thắng được huyễn ma. Ít nhất thì trước mắt hắn đã chiếm ưu thế. Huyễn ma sợ sức mạnh của chuông đông hoàng. Trong lúc chiến đấu, Dương Bách Xuyên tìm được sức mạnh khiến huyễn ma sợ hãi. Điều này cũng xác định được lợi ích và sự cường đại của chuông đông hoàng khi đối phó với thân hồn. Chí ít thì vẫn có tác dụng với huyễn ma. Đương nhiên hắn cũng nhìn ra được sự gian xảo của huyễn ma, vậy mà lợi dụng nội tâm của hắn tạo ra hỗn loạn. Rõ ràng huyễn ma hóa thành người thân thuộc với bản thân hắn để gây nhiễu loạn đạo tâm. Lần này là Bảo Thuận Quang, lần sau không biết sẽ là ai. Dương Bách Xuyên chẳng sợ gì ngoài chuyện này, tình cảm là điểm yếu của hắn. Nếu đã không tìm được chỗ của huyễn ma thì hắn sẽ chờ. Lần này, huyễn ma xem như đã chịu thua thiệt trong tay hắn, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vừa rồi mặc dù không luyện hóa được huyễn ma nhưng Dương Bách Xuyên tin lần này huyễn ma bị thua thiệt, nhất định sẽ trả thù. Ngay lúc này, từ phía xa có tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó là tiếng kêu cứu truyền tới. Cứu mạng! Cứu! Xung quanh vang lên từng tiếng kêu cứu. Không chỉ của một người. Hình như có người bị thứ gì đó đuổi theo, vừa chạy vừa kêu cứu mạng. Hừ, cùng một trò hề, tiểu ra đây sẽ không mắc lừa tới hai lần đâu. Dương Bách Xuyên cười lạnh tự nhủ. Hắn không hề cử động, chỉ đứng im tại chỗ đợi, hắn muốn xem thử lần này huyễn ma định dở trò gì. Ngay sau đó, quả nhiên có kịch xem. Đầu tiên hắn nhìn thấy Đinh Hòa Bình chạy ra từ trong đám sương mù ở phía trước. Hắn thấy Đinh Hòa Bình đang hô lớn, đại sư tôn cứu mạng,
có ma hồn đáng sợ đuổi giết ta, ta đã bị thương nặng. Ngay sau đó là tiếng kêu cứu tương tự, Đại Sư Tôn cứu ta. Biên Long xuất hiện. Đại Sư Tôn, Đại Sư Tôn. Tiếng kêu cứu lại vang lên từ cả hai phía. Bên trái là Hình Nguyên Minh dẫn theo Điện Lão, bên phải là Diêu Bất Ngôn, sau lưng còn có Kim Quy Thiên Nhân và một thị vệ. Dương Bách Xuyên thấy cảnh tượng này thì cười lạnh, đến cũng đông đủ đầy hắn vẫn không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, chỉ lạnh mặt nhìn đám người đang bước về phía hắn. Ngay sau đó, hắn bị bao vây. Đầu là người quen. Bọn họ là những người đã ngồi trên ghế ma, tất cả đều xuất hiện. Dương Bách Xuyên cảm nhận, khí tức của mỗi người đều là của bọn họ. Nhưng hắn biết những người này đều là trò hề do huyễn ma làm ra. Chủ nhân, cuối cùng ta cũng gặp được người rồi. Lúc này, Bảo Thuận Quang lại xuất hiện, ngay bên cạnh Đinh Hòa Bình. Ồ, mấy người cũng ở đây à, hình như chúng ta đã bị rơi vào một trận pháp nào đó, nơi này thật là quỷ dị, nếu không phá được trận pháp, ta cảm nhận tất cả sẽ bị giam trong này mãi mãi. Bảo Thuận Quang nói xong thì đi về phía Dương Bách Xuyên. Còn dám tới, Dương Bách Xuyên trầm giọng, hắn không do sự mà đánh một chưởng về phía Bảo Thuận Quang. Bịch, cú đấm bộc phát lực thần hồn đánh lên ngực Bảo Thuận Quang. A, à, Bảo Thuận Quang hét lên rồi bay ngược ra ngoài. Cơ thể đập xuống nền đất. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra. Ngay sau đó, Bảo Thuận Quang nhìn Dương Bách Xuyên với vẻ mặt không thể nào tin nổi. Chủ nhân, sao người lại đánh ta? Dương Bách Xuyên cười lạnh nói, cùng một thủ đoạn nhưng lại dùng tới hai lần. Huyễn ma ngươi hết bản lĩnh rồi hay là không có chỉ số thông minh? Chủ nhân, huyễn ma gì cơ? Người đang nói cái gì vậy? Ta là Lão Bảo. Bảo Thuận Quang nhìn ngực, máu còn đang ứa ra trong miệng. Ông ta trợn mắt nhìn Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên, người quá ngông cuồng, sao có thể đánh Lão Bảo? Biên Long bước lên dìu Bảo Thuận Quang, trừng mắt tức giận nhìn Dương Bách Xuyên. Đại Sư Tôn, người sao vậy? Đinh Hòa Bình cũng nghi ngờ nhìn Dương Bách Xuyên. Còn có thể sao được? Hắn ta không phải Đại Sư Tôn Dương Bách Xuyên, chúng ta liên hợp giết chết hắn, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, chúng ta tìm lối ra ở trong đại điện, chớp mắt một cái đã đến thế giới hỗn loạn thế này. Nhưng ta bị thứ gì đó vô hình tấn công, nơi này có thể tấn công chúng ta chỉ có ma hồn, rõ ràng hắn không phải Đại Sư Tôn Dương Bách Xuyên, là do ma hồn hóa thành, chúng ta hợp sức diệt trừ hắn, chưa biết chừng có thể phá được thế giới ảo ảnh này. Người lên tiếng là Huỳnh Nguyên Minh. Đợi đã, ta cảm giác có gì đó không đúng. Đúng là mấy người chúng ta có khả năng gặp phải vấn đề giống nhau, nhưng vừa rồi trong sương mù đột nhiên xuất hiện một con đường, dẫn chúng ta tới nơi này, rõ ràng không phải xuất hiện một cách vô duyên vô cơ, có vấn đề, Đại Tông Sư, xin hỏi vì sao người lại xuất hiện ở nơi này? Lúc này Diêu Bất Ngôn lên tiếng. Có gì mà cần phải nói nữa, hắn căn bản không phải Dương Bách Xuyên, chúng ta hợp lực giết chết hắn. Biên Long tức giận nói. Lão Đinh, ông thấy thế nào? Diêu Bất Ngôn hỏi Đinh Hòa Bình. Đinh Hòa Bình nhìn Dương Bách Xuyên, mạo phép hỏi Đại Sư Tôn, người gặp. Phải thứ gì? Dương Bách Xuyên không lên tiếng, hắn nhìn những người đang vây quanh mình đang nói liên tục, lúc đầu hắn vốn không tin những người này là ai trong số họ, cho rằng tất cả là do huyễn ma đang giở trò quỷ. Nhưng hiện tại nghe bọn họ nói như vậy, bản thân hắn lại có hơi do dự. Tôi tự hỏi liệu những người này có phải là chính họ không? Hoặc là nói có bao nhiêu người là thật, bao nhiêu là giả? Quả thật là khó xử. Nhưng Dương Bách Xuyên có thể chắc chắn một điều, tình cảnh trước mắt là thủ đoạn mà huyền ma chuẩn bị cho hắn. Hít sâu một hơi, Dương Bách Xuyên nói toàn bộ chuyện liên quan tới nhiếp. Hồn trận. Đợi Dương Bách Xuyên nói xong, trong nháy mắt tất cả mọi người đều im lặng. Bởi vì theo như những gì Dương Bách Xuyên nói, vậy thì trong số bọn họ chắc chắn có huyễn ma, hoặc có thể còn nhiều hơn một người. Không một ai biết ai mới là thật, ai là giả. Không phải Dương Bách Xuyên chưa từng nghĩ tới việc dùng thứ mà mọi người đều quen thuộc trong khoảng thời gian ở chung với nhau để thăm dò, nhưng hắn biết sẽ không có tác dụng, tất cả người ở trong nhiếp hồn trận đều bị huyễn ma nhìn thấu nội tâm ý thức, cách này không chính xác. Hiện tại quả thật không biết làm cách nào, nhưng Huỳnh Nguyên Minh lại nói, mọi người đừng nghe hắn ta nói bừa, ta thấy hẳn mới chính là huyễn ma, các người nghĩ mà xem, lúc trước mỗi người chúng ta đều bị kẹt ở một thế giới hỗn độn. Nhưng vừa rồi lại xuất hiện một con đường. Tất cả đều xuất hiện ở đây, ngay trước mặt Dương Bách Xuyên, đâu có chuyện trùng hợp như vậy. Rõ ràng hắn ta không phải Dương Bách Xuyên mà là huyễn ma, cố ý dẫn chúng ta tới để khiêu khích chém giết lẫn nhau, mọi người cùng lên, giết chết hắn. Dứt lời, Huỳnh Nguyên Minh lập tức nhào về phía Dương Bách Xuyên. Theo sau còn có Điện Lão, Điện Ma Đan và Biên Long. Đinh Hòa Bình quay sang gật đầu với Bảo Thuận Quang và Diêu Bất Ngôn, giết hắn,
hắn không phải đại tông sư, là huyền ma, ta nghĩ huỳnh điện chủ nói từng biểu cảm ánh mắt của bọn họ đều rất thích hợp, rất khó để phán đoán. Dương Bách Xuyên cũng không chắc liệu bọn họ có phải thật hay không. Người thật hay giả đều đã xuất hiện trước mặt hắn, rất khó lựa chọn, nhưng lúc này họ đã nhào tới, bọn họ còn xem hắn thành huyễn ma. Đúng là khôi hài. Thú thật, chiều này quả là cao tay, Dương Bách Xuyên thầm khen ngợi huyễn ma trong lòng, có thể thấy mục đích của huyễn ma là chu tâm, muốn quấy nhiễu đạo tâm của hắn. Dẫu vậy, hắn lại không thể hóa giải được nó, đúng là Dương Mưu. Cuối cùng, hắn chỉ đành nhắm chặt hai mắt. Vấn đề là, hắn thật sự không biết rốt cuộc bọn họ có đang tồn tại thật không, lý do hắn mạo hiểm tính mạng mò tới chỗ này là để cứu người, chứ không phải giết người. Lỡ đâu trong số những kẻ kia có người sống thật, lại bị hắn tình cờ giết chết, há chẳng phải đã phản bội ước nguyện ban đầu của hắn rồi sao? Mà hắn cũng chẳng có cách nào phân biệt, bởi lúc đám người đó tranh luận với nhau, biểu hiện của mỗi người vô cùng chân thật, thế nên hắn không dám làm liệu. Lúc này, tuy bị tấn công từ khắp bốn phương tám hướng, nhưng Dương Bách Xuyên lại chẳng may mày để tâm tới. Nếu tất cả bọn họ đều là con người bằng xương bằng thịt và đang hiện diện ở thế giới bên ngoài chứ không phải trong thế giới ý thức của ma huyễn, có lẽ Dương Bách Xuyên sẽ phải tìm cách né tránh, không đối đầu trực diện. Nhưng nếu là ở nơi này, vậy hắn chẳng có gì phải sợ. Thứ nhất là vì thân hồn của hắn cực kỳ mạnh, lại có sức mạnh thần hồn của Hắc Liên bổ trợ. Thứ hai, trong tay hắn còn có thần thông thiên phú, ngoài ra chuông Đông Hoàng cũng biểu hiện ra ưu thế cực lớn trong trận chiến này. Còn cửa U Đô thì chưa có dịp sử dụng. Thế nên, trong tình huống chưa xác định chắc chắn những người đó là thật hay giả, thì dù có bị họ tấn công mãnh liệt, Dương Bách Xuyên cũng sẽ không ra tay. Hắn quyết định tiếp tục quan sát thêm, để xem rốt cuộc trong số những đó, những kẻ nào là hóa thân của huyễn ma, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng thì mới được ra tay. Suy nghĩ xẹt qua trong đầu, chuông Đông Hoàng lập tức rung mạnh hơn. Lớp phù văn quanh thân chuông Đông Hoàng cổ kính chụp trên người hắn bắt đầu di chuyển. Và đó chính là tấm khiên phòng ngự vững chắc nhất. Dù Dương Bách Xuyên có đứng yên tại chỗ, chưa chắc chúng đã làm được gì hắn. Bong, bong, sự chuyển vận của cái chuông bảo vệ Dương Bách Xuyên an toàn. Mặc dù mọi thứ trong thế giới ý thức của ma huyễn vô cùng chân thật, thậm chí nếu bị thương còn sẽ chảy cả máu, nhưng Dương Bách Xuyên biết nơi đây chỉ là một thế giới tạo thành từ ý thức của ma huyễn, và nền tảng của nó suy cho cùng chỉ là thần hồn. Xét từ góc độ nào đó thì chuyện cơ thể bị tổn thương khi ở trong thế giới này sẽ tương đương với thương tổn về thần hồn, tức là còn nghiêm trọng hơn cả tổn thương về thể xác. Ầm ầm ầm. Chỉ trong chớp mắt, đòn tấn công của 7 người Đinh Hòa Bình, Biên Long, Diêu Bất Ngôn, Hình Uyên Minh, Điện Lão bên cạnh Hình Uyên Minh và Kim Quy Tiên Nhân đã đánh thẳng vào chuông Đông Hoàng, thế nhưng chỉ đủ khiến hình dạng của cái chuông thoáng biến dạng, còn Dương Bách Xuyên lại chẳng hề hấn gì. Bấy giờ, Dương Bách Xuyên phát hiện lúc này chỉ còn mỗi Bảo Thuận Quang đứng đờ ra ở phía xa, máu tràn ra khỏi khóe miệng, ngơ ngác nhìn hắn. Trong một khoảnh khắc, Dương Bách Xuyên như chợt hiểu ra điều gì. Bảo Thuận Quang không tham gia vào đợt tấn công lần này. Trước đó hắn từng công kích Bảo Thuận Quang, theo lý thì hắn ta phải tức tốc bắt tay với những người khác để trả đùa mình mới phải, nhưng hắn ta lại không làm vậy. Điều này nói lên rằng, Bảo Thuận Quang đã xuất hiện vấn đề tận hai lần. Và đương nhiên, lúc này Dương Bách Xuyên cũng nhận ra vấn đề này không hẳn là xấu. Bởi vì cùng một chiêu hắn không thể lặp lại hai lần, ví dụ như lời nguyền hắn đã hiểm lên người Bảo Thuận Quang thông qua đòn trưởng kia chẳng hạn. Tương tự, tuyệt đối không có chuyện huyễn ma phạm phải cùng một sai lầm tới tân hai lần. Thế nên, Dương Bách Xuyên cho rằng rất có thể Bảo Thuận Quang là thật. Bởi nếu hắn ta là do huyễn ma biến thành, tất nhiên sẽ kết hợp với những kẻ khác tấn công hắn. Nhưng trên thực tế, Bảo Thuận Quang lại đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Hơn nữa mỗi lần Dương Bách Xuyên nhìn sang đều thấy trong mắt hắn ta tràn ngập vẻ lo lắng. Điều này vô cùng bất thường. Ầm ầm ầm. Đợt tấn công của nhóm Đinh Hòa Bình vẫn đang tiếp tục. Dương Bách Xuyên hướng mắt về phía Bảo Thuận Quang đứng xa xa, hỏi, huyễn ma kia, người không ra tay hả? Hay người cho rằng chỉ cần 5 người bọn chúng là đủ hạ gục ta rồi? Những người đó có vấn đề, đây là phán đoán sơ bộ của Dương Bách Xuyên. Ngoài ra, trong lúc hắn và Bảo Thuận Quang nói chuyện với nhau, chỉ có mình Diêu Bất Ngôn xuất hiện biểu cảm đoán định, đồng thời trong mắt không hề xuất hiện chút cảm xúc tiêu cực nào, trái lại còn để lộ vẻ nghiền ngẫm. Điều này đã hướng Dương Bách Xuyên tới một suy đoán, có lẽ trong số 7 người chỉ có đúng Diêu Bất Ngôn là thật. Đương nhiên Bảo Thuận Quang đứng phía xa cũng là thật. Về phần mấy người còn lại trong nhóm người Đinh Hòa Bình, khả năng cao là thủ đoạn của huyễn ma. Dù rằng ánh mắt bọn họ chỉ thay đổi trong phút chốc, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn kiên quyết cho rằng họ là do huyễn ma biến ảo ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không sao,
ra tay thử xem là biết ngay chuyện gì đang xảy ra thôi, với cả cũng đâu thể đứng yên chịu trận hoài được. Mặc dù hắn có thể chịu đựng sự tấn công của 5 người, nhưng về lâu về dài sức mạnh thần hồn của hắn vẫn sẽ bị hao tổn. Tóm lại, không phải chuyện tốt lành gì. Suy nghĩ xẹt qua trong đầu, Dương Bách Xuyên mở miệng, cửa U Đô. Ngay, bây giờ. Ngay lập tức, sau lưng hắn xuất hiện một cánh cửa cao lớn, đen ngòm và cũ kỹ. Khoảnh khắc cánh cửa xuất hiện, 4 người Đinh Hòa Bình bỗng trở nên hoảng loạn. Mở vừa dứt lời, cửa U Đô bật mở. Chớp mắt đã nhắm tới con mồi đầu tiên điện lõa của điện Ma Đan. Cửa U Đô là cánh cổng thần ma mà đến tận thời điểm hiện tại, ngay cả Dương Bách Xuyên cũng chẳng tài nào tìm hiểu rõ ràng được. Đây là thần thông thiên phú của M tỉnh sau khi M Dương Mệnh Tinh xuất hiện trong người hắn. Tới lúc tiến vào Càn Khôn Điện, sau khi dung hợp với hai luồng khói trắng đen trong Càn Khôn Điện, M Dương Mệnh Tinh bỗng biến mất, hay nói đúng hơn là kết hợp lại thành Càn Không Đạo Nguyên kép cấp hơn, từ nay về sau luôn núp bóng trong đạo nguyên. Bấy giờ, Dương Bách Xuyên phát hiện, thần thông vẫn còn tồn tại. Đúng lúc có thể phát huy tác dụng cực lớn trong sự vi ác cự xuất hiện của cửa U Đô khiến 6 người Đinh Hòa Bình thoáng để lộ vẻ bối rối, nhờ vậy mà Dương Bách Xuyên càng thêm chắc chắn 4 người họ có vấn đề, nhận định của bản thân không hề sai. Thế này thì có thể yên tâm ra tay rồi, trước hết cứ bắt đầu từ điện lão bên cạnh Hình Nguyên Minh đi. Dương Bách Xuyên dùng suy nghĩ điều khiển cửa U Đô hé mở, muốn thu kẻ nào thì thu kẻ đó. Tuy đến tận bây giờ hắn vẫn chưa biết đằng sau cửa U Đô là thứ gì, nhưng có thể điều khiển cửa U Đô hấp thu sự vật là đủ rồi. Cửa U Đô luôn tối đen như mực, khi hé mở lại tạo cho người ta cảm giác như một con thú giữ thần bí ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi thời cơ nuốt trọn tất cả. Lý do Dương Bách Xuyên chọn điện lão bên cạnh Hình Nguyên Minh là mục tiêu đầu tiên không phải ngẫu nhiên, mà là cũng có chút tâm tư riêng. Bởi đó không phải người của hắn, hai bên cũng chẳng thân thiết gì, thế nên có bị cửa U Đô nuốt nhầm cũng không tiếc. Chớp mắt một cái, bên trong cửa U Đô tỏa ra luồng sáng xám xịt, tựa như vầng sáng màu xám từng xuất hiện trong hội nghị, chúng tạo thành lốc xoáy, thoát ra ngoài, chẳng mấy chốc đã quấn lấy điện lão bên cạnh Hình Nguyên Minh, kéo vào trong cánh cửa. A! À, điện lão hét lên thảm thiết, lúc cơ thể bị của U Đô quấn vào, hơi thở ma sát cường đại lập tức bùng nổ, phơi bày sự thật gã là do huyễn ma biến thành. Đối mặt với sự ngang ngược của cửa U Đô cùng với hơi thở của sức mạnh cực âm mãnh liệt, mấy người Đinh Hòa Bình, Biên Long, Diêu Bất Ngôn, Hình Nguyên Minh và Kim Quy Tiên Nhân cùng hộ vệ đang bao vây tứ phía Dương Bách Xuyên lập tức loạn cào cào hết lên. Cả đám vô cùng ăn ý lùi về sau. Hiển nhiên là tính chạy trốn. Nhưng nếu Dương Bách Xuyên đã nắm chắc mọi chuyện, vậy sẽ không cho chúng cơ hội đó. Ngoài ra, hắn còn phát hiện đúng là ảo ảnh của huyễn ma rất mạnh, nhưng thực lực hình như khá là tầm thường. Đương nhiên cũng có thể là do thần thông thiên phú của hắn quá cường đại. Bong! Chuông Đông Hoàng ngân vang, chớp mắt biến lớn gấp mấy chục lần, nhoáng cái đã bắt gọn 3 người Đinh Hòa Bình, Biên Long và Diêu Bất Ngôn sắp chạy trốn khỏi đây. Kế tiếp, hắn lại điều khiển cửa U Đô hút 3 người còn lại là Hình Nguyên Minh, Kim Quy Tiên Nhân và tên hộ vệ vào trong. Chẳng mấy chốc hẳn đã một lưới bắt hết cả đám. Bảo Thuận Quang hào hứng gọi hắn, còn Diêu Bất Ngôn lại để lộ biểu cảm hổ thẹn. Dương Bách Xuyên thu hồi cánh cửa U Đô, đồng thời gọi Chuông Đông Hoàng trở về, sau đó che trên đầu 3 người, tạo thành tấm khiên phòng ngự. Tất nhiên hắn biết hai người kia đang nghĩ gì trong đầu, thế là thở dài một hơi, đặng bảo, những lời ta nói lúc trước đều là thật, hiện tại chúng ta phải tìm cho ra huyễn ma rồi tiêu diệt nó thì họa may mới tỉnh khỏi thế giới ý thức của ma huyễn, bằng không sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở đây đấy. Phải rồi, các ngươi có nhìn thấy những người khác không? Nghe hẳn hỏi vậy. Bảo Thuận Quang và Diêu Bất Ngôn đồng loạt lắc đầu. Bảo Thuận Quang nói, chủ nhân, những lời ta nói đều là thật, ta vốn bị lạc trong hồn đột, bị thứ gì đó đánh lén, vô cùng chật vậy. Ai biết ngay sau đó sương mù tách thành hai nửa, ta đi ra rồi nhìn thấy ngươi và bọn họ. Diêu Bất Ngôn cũng nói, tình huống của ta cũng giống với lão bảo, xem ra chúng ta đều bị huyễn ma nhốt ở một phương, không nhìn thấy gì cả. Dương Bách Xuyên nghe hai người nói, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Các ngươi cũng thấy được sự quỷ dị của huyễn ma, tiếp theo chắc chắn sẽ có thủ đoạn ảo giác lợi hại hơn xuất hiện. Cho nên các ngươi phải nhớ kỹ dù đụng phải ai cũng không được dễ dàng tin tưởng, phải xác minh kỹ mới quyết định. Hai người cũng đừng rời khỏi tầm mắt của ta, tiếp theo sẽ càng ngày càng khó khăn, ma hồn của huyễn ma không quá mạnh nhưng hắn ta đi theo con đường nhiễu loạn đạo tâm, đánh vào tinh thần. Rõ, chủ nhân, vâng, đại tông sư, Bảo Thuận Quang và Diêu Bất Ngôn cùng lên tiếng. Sau đó Diêu Bất Ngôn không nhịn được hỏi, đại tông sư, vừa rồi mấy tên giả mạo kia đều bị ngươi luyện hóa, nhưng nghe ngươi nói thì có vẻ huyễn ma vẫn còn sống, hoặc nói cách khác nơi này có rất nhiều huyễn ma.
Đúng vậy, chủ nhân, ta cũng nhìn thấy bọn họ hóa thành ma khí rồi bị luyện hóa. Bảo Thuận Quang nói. Dương Bách Xuyên biết ý của hai người, hắn nói, rốt cuộc huyễn ma có một hay nhiều, ta cũng không rõ lắm, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối chưa chết. Thậm chí ta đoán 18 ma ghế và vương tọa hoàng kim trên đại điện là một ma trận nhiếp hồn, nếu từ đây suy ra thì nơi này có 19 huyễn ma. Trong đó có một tên là huyễn ma vương, hiển nhiên những tên bị ta luyện hóa đều không phải là huyễn ma mạnh nhất. Tổng lại những tên huyễn ma bị ta luyện hóa thì chỉ có 8 tên, nếu dựa theo số lượng ma ghế thì còn 11 huyễn ma nữa, một tên trong số đó sẽ là huyễn ma vương khống chế vương tọa. Chúng ta muốn thức tỉnh thì phải tìm được huyễn ma vương và xử lý hắn ta. Ta mong những người khác có thể kiên trì được, đừng chết trong tay huyễn ma. Dương Bách Xuyên nói ra suy đoán của mình cho Bảo Thuận Quang và Diêu Bất Ngôn. Chủ nhân, giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Bảo Thuận Quang hỏi. Chờ, huyễn ma bị thua vài lần trên tay ta, chắc chắn hắn ta sẽ không để ý. Chúng ta không tìm được hắn, vậy thì ngồi yên chờ hắn ta tìm đến. Dương Bách Xuyên nói. Đại Tông Sư, cảnh vừa rồi làm ta rất chấn động, huyễn ma hóa thành lão đinh. Từ bề ngoài đến thần thái đều cực kỳ giống, thậm chí bọn chúng còn nắm giữ ký ức và hiểu rõ nội tâm của mỗi người, nếu lại xuất hiện người quen thì chúng ta nên đối phó như thế nào? Huyễn ma không chỉ có thể bắt chước, còn có thể lợi dụng nỗi lòng của chúng ta để gây chuyện, thật sự đáng sợ. Diêu Bất Ngôn sợ hãi nói. Rốt cuộc vừa rồi ông ta tin huyễn ma chứ không tin Dương Bách Xuyên. Bình tĩnh, đừng lo lắng quá, có chuông Đông Hoàng ở đây, chỉ cần bao vây lại thì ma khí của huyễn ma sẽ xuất hiện, các ngươi theo sát ta là được. Dương Bách Xuyên dặn dò hai người. Hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Tiếp theo ba người không di chuyển mà đứng tại chỗ chờ đợi, nhưng thời gian lại nhanh chóng xói mòn. Ba canh giờ trôi qua, Dương Bách Xuyên không chờ nổi, hắn biết không thể tiếp tục chờ. Cần phải nghĩ cách tìm kiếm huyễn ma. Nếu không những người khác sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nên đi đâu tìm đây? Ban đầu tiếng chuông của chuông Đông Hoàng còn có thể giúp hắn cảm nhận được sự tồn tại của huyễn ma. Nhưng sau khi dùng một lần rồi thì huyễn ma đã có phòng bị nên không tìm thấy được. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có hai át chủ bài là sử dụng được. Thứ nhất là bản mạng thần tượng, nhưng Dương Bách Xuyên không biết nên dùng bản mạng thần tượng như thế nào, có ích lợi gì. Cho nên tạm thời phủ quyết lựa chọn này. Thứ hai là Hắc Liên. Hắc Liên là nguyên thần, có thể mượn dùng lực lượng thần hồn. Nghĩ đến đây Dương Bách Xuyên nhắm mắt bắt đầu trò chuyện với Hắc Liên. Hắc Liên, có thể giúp ta tìm được huyễn ma không? Dương Bách Xuyên nói. Ta có thể thử, rất nhanh Hắc Liên đã đáp lại Dương Bách Xuyên. Được, người thử xem, Dương Bách Xuyên nói. Hắn rất tin tưởng Hắc Liên, rốt cuộc Hắc Liên là đệ nhất Hắc Liên của Hồng Hoang, mặc dù sau đó Niết Bàn Hạt Sen trùng tu nhưng Hắc Liên vẫn luôn hấp thu lực lượng thần hồn của hắn trong ý thức hải, nhiều năm trôi qua, chắc cũng mẹ nhơn rất nhiều. Giữa hắn và Hắc Liên cũng coi như là song thắng. Nhưng đến nay Dương Bách Xuyên vẫn chưa biết là tốt hay xấu. Dù sao Hắc Liên giúp hắn rất nhiều. Mỗi lần nguy hiểm Hắc Liên đều ra tay, lần này cũng vậy. Sau đó Dương Bách Xuyên mở mắt, hắn cảm nhận được một luồng lực lượng phát ra từ trong thức hải. Âm đùng. Một tiếng động nặng nề vang lên, tản ra ngoài. Giống với tiếng của chuông Đông Hoàng. Có lẽ đây là cách Hắc Liên tìm kiếm vị trí của huyễn ma. Quả nhiên ngay sau đó âm thanh của Hắc Liên vang lên. Vươn tay, dẫn người đi tìm. Dương Bách Xuyên buông bàn tay trái, một đài sen đen xuất hiện. Sau đó bay về phía trước, đi Dương Bách Xuyên vung tay bảo Bảo Thuận Quang và Diêu Bất Ngôn đuổi theo. Ba người đi theo đài sen đen tiến vào sương mù, mười mấy phút sau, bọn họ nghe thấy tiếng đánh nhau. Lão Đinh ngươi điên rồi, là âm thanh của Biên Long. Ba người Dương Bách Xuyên đi qua thì nhìn thấy Đinh Hòa Bình đang chém giết với Biên Long. Hắc Liên dừng trên đỉnh đầu Đinh Hòa Bình. Dương Bách Xuyên biết Đinh Hòa Bình này chính là huyễn ma. Hắn nói với Bảo Thuận Quang và Diêu Bất Ngôn, bao vây đánh Đinh Hòa Bình, hắn ta là huyễn ma. Vậy Biên Long thì sao? Diêu Bất Ngôn nói. Biên Long là thật, Hắc Liên nói đài sen đen của nàng dừng trên đỉnh đầu ai, người đó chính là huyễn ma. Lúc này đài sen đen đang dừng trên đỉnh đầu Đinh Hòa Bình, không di chuyển, chứng tỏ Biên Long là thật, Đinh Hòa Bình là giả. Bảo Thuận Quang và Diêu Bất Ngôn đều tin tưởng Dương Bách Xuyên. Hai người xông lên ra tay tấn công Đinh Hòa Bình. Dương Bách Xuyên khống chế chuông Đông Hoàng bay về phía Đinh Hòa Bình. Keng! Chuông Đông Hoàng phát ra tiếng, ma khí xuất hiện trên người Đinh Hòa Bình. Bảo Thuận Quang và Diêu Bất Ngôn tấn công, Dương Bách Xuyên trấn áp. Biên Long ngơ ngác nhìn ba người tiêu diệt Đinh Hòa Bình. Nhưng nhìn thấy ma khí thì ông ta hiểu ra. Tiếp theo lại bắt đầu công cuộc giải thích,
Biên Long biết rõ ông ta gặp phải chuyện tương tự như Bảo Thuận Quang. Thấy Huyễn Ma ra tay với những người khác, Dương Bách Xuyên cũng rốt ruột, vội vàng bảo Hắc Liên tìm kiếm tung tích của những người khác. Có sự giúp đỡ của Hắc Liên, Dương Bách Xuyên lần lượt tìm được Đinh Hòa Bình thật sự, Hình Nguyên Minh và Kim Quy Tiên Nhân. Còn Điện Lão và tên hộ vệ kia thì không tìm thấy. Tìm kiếm mãi, đi rất nhiều nơi trong sương mù nhưng vẫn không tìm được, cho nên Dương Bách Xuyên gọi mọi người lại nghĩ cách. Ta cảm nhận được một luồng hơi thở cường đại đang đến gần các ngươi. Đúng lúc này Hắc Liên lên tiếng. Dương Bách Xuyên phóng to chuông Đông Hoàng bao phủ mọi người vào. Trong đó, hắn biết có lẽ tên sắp xuất hiện chính là Huyễn Ma Vương. Bốn đạo khí tức đang đến từ mọi hướng, Hắc Liên tiếp tục nhắc nhở. Lúc này, Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng có thể xác định cái gọi là Huyễn Ma không phải là một mà là 19 cái, đúng như hắn đã suy đoán trước đó. Bọn họ đã giết được 15 người, lúc này Hắc Liên lại nói đang có 4 người đến. Rõ ràng suy đoán là chính xác. Mà trong số 4 Huyễn Ma xuất hiện tiếp theo, một trong số đó chắc chắn sẽ có một Huyễn Ma Vương. Cuộc chiến khó khăn cuối cùng đã đến. Dương Bách Xuyên suy nghĩ trong lòng, nhưng hắn không sợ, hẳn là lúc này, hắn đã tìm được Bảo Thuận Quang, Đinh Hòa Bình, Diêu Bất Ngôn, Biên Long và Hình Nguyên Minh. Xem như là tạm thời hoàn thành được phân nửa. Chuyện còn lại chính là tiêu diệt Huyễn Ma, đánh thức mọi người tỉnh dậy và rời khỏi thế giới ý thức Huyễn Ma này. Trong lúc chờ đợi, Dương Bách Xuyên đã nghĩ xem Huyễn Ma sẽ xuất hiện dưới hình thái nào. Trước đó chúng đã biến hóa thành người trong số bọn họ, thật thật giả giả quanh quẩn. Lần này, Dương Bách Xuyên nghĩ chắc cũng như thế thôi. Trong lòng hắn cũng không quá gánh nặng, chỉ sợ Huyễn Ma không hiện ra thôi. Ha ha, tên phế vật nhà ngươi có chút bản lĩnh đấy, cũng tốt thôi, bổn tọa cũng chơi đã rồi, tiếp theo các ngươi hãy biến mất hết đi. Âm thanh quen thuộc vang vọng ở bốn phương tám hướng. Dương Bách Xuyên có thể nhận ra giọng nói này lại là giọng của Tuyết Hương. Khoảnh khắc tiếp theo, bốn bóng người bước ra khỏi màn sương mù. Tuyết Hương quả thực nằm trong số đó. Đương nhiên, Dương Bách Xuyên biết đó là hóa thân của Huyễn Ma chứ không phải Tuyết Hương thật. Về phần ba người kia, không ngờ lại không phải là người thân, mà là hình thái của bốn đạo ma khí. Hình như Tuyết Hương là người thống trị, hoặc có lẽ Tuyết Hương là Huyễn Ma Vương, hình thái của ba đạo ma khí còn lại chính là dáng vẻ của thuộc hạ. Tuy nhiên, ba loại khí quỷ này trong mắt Dương Bách Xuyên khác với những cái đã bị diệt trước đó. Lúc này, hắn lại không biết tiếp theo Huyễn Ma kia sẽ tung chiêu như thế nào. Nhưng trên người hắn có chuông Đông Hoàng, hơn nữa đã bao trùm mọi người ở trong đó nên hắn cũng không quá lo lắng. Nghe Tuyết Hương hay còn có lẽ là Huyễn Ma lên tiếng nói chuyện, tên này đã rất nhiều lần gọi hẳn là phế vật, trong lòng Dương Bách Xuyên lập tức bốc hỏa. Tiểu gia ta sẽ cho ngươi biết ai mới là phế vật. Hắn lạnh lùng đáp lại, cũng cười nhạo lại Huyễn Ma. Ha ha ha, bổn tọa đã nói trước rồi, ngươi là phế vật, chỉ là vô số năm qua quá mức nhàm chán nên mới để tiểu tử ngươi diệt mất mấy đạo Huyễn Ma khí thôi, thế mà ngươi đã thật sự cho mình là vô địch sao? Vậy thì tiếp theo bổn tọa sẽ cho ngươi xem thử thế nào mới là Huyễn Ma đạo, một chiếc mai rùa nho nhỏ. Mà thôi, vậy ta một cái là diệt được ngươi rồi. Những lời nói ngông cuồng, càn rỡ phát ra từ miệng của Huyễn Ma. Hiển nhiên Huyễn Ma chỉ có một, chính là Huyễn Ma đang hóa thành Tuyết Hương trước mặt này. Một chưởng đánh ra, Dương Bách Xuyên không dám bất cẩn, dùng hết toàn lực thúc giục chuông Đông Hoàng. Keng, oang, tiếng chuông của Đông Hoàng vang lên ầm, phù văn màu vàng lưu chuyển, bạo phát ra vạn đạo kim quang, chiếu sáng ra hơn ngàn mét. Hoặc có thể nói là hắn đang chống lại ma thủ nào một ma thủ vĩ đại khoảng hơn 30 mét đánh xuống, chống lại kim quang từ chuông Đông Hoàng của hắn. Giây tiếp theo, sắc mặt Dương Bách Xuyên thay đổi. Bởi vì hắn cảm nhận được khí tức từ ma thủ của Huyễn Ma hoàn toàn mạnh hơn dự liệu của hắn. Âm ầm, rắc rắc, âm thanh chói tai vang vọng tứ phía. Tiếng chuông Đông Hoàng vỡ vụn vang lên. Vốn dĩ đó chính là lực lượng thần thông thần hồn, nếu không chịu nổi lực lượng ma thủ đương nhiên sẽ tiêu tan và trở nên vô hình. Sắc mặt Dương Bách Xuyên thay đổi, hắn hừ lạnh, triệu hồi cánh cửa U Đô ra. Âm, có một tiếng vang rất lớn. Các người tránh xa một chút. Dương Bách Xuyên lớn tiếng nói với đám người Đinh Hòa Bình. Hắn biết đây là một đọ sức ý thức thần hồn, đám người Đinh Hòa Bình chưa chắc đã giúp được gì. Chỉ có thần thông thiên phú thần hồn mới có thể chiến đấu với Huyễn Ma, không thể nào chỉ dựa vào lực lượng thần hồn được. Lúc này, sức mạnh mà Huyễn Ma thể hiện đã vượt xa dự đoán của hắn. Để đám người Đinh Hòa Bình ra tay có thể không hiệu quả, ngược lại sẽ mang đến thương vong, nhiễu loạn đạo tâm. Mặc dù cánh cửa U Đô cũng bị đánh tan, nhưng ma thủ vĩ đại của Huyễn Ma cùng cũng biến mất.
Ha ha, tiểu phế vật có chút bản lĩnh đấy, cũng có thần thông nguyên thần nhỉ, nhưng... trong thế giới ý thức huyễn ma của bổn tọa, người vẫn chỉ là phế vật nhỏ bé thôi. Bổn tọa sẽ cho người nếm thử thế nào là sự lợi hại của huyễn ma, bóp chết người chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến thôi, ha ha ha. Huyễn ma dưới hình dạng tuyết hương cười điên cuồng, sau đó nó đột nhiên gầm lên với Dương Bách Xuyên, gừ. Tiếng gầm vang giống như tiếng mãnh thú gầm. Lại thấy từ miệng huyễn ma phun ra một đạo ma khí rồi lập tức hóa thành một ma long dài khoảng 100 mét, đang tiến về phía Dương Bách Xuyên. Gào gào, tiếng rồng gầm vang lên, âm thanh vô cùng sắc bén. Đột nhiên, Dương Bách Xuyên cảm thấy đầu mình đau dữ dội giống như bị chúng châm ám sát vậy. Oang! Sau một hồi âm thanh oang oang, đài sen trong ý thức hải của Dương Bách Xuyên tỏa ra ô quang. Ma long hét lớn, cắn xé một ngoạm vào đài sen. Oang oang oang! Đài sen phát ra tiếng oang oang, sau đó 36 cánh hoa nổ tung rồi bắn về phía người ma long. Rầm rầm rầm! Tiếng vang rầm rầm vang lên không dứt, mảnh vụn của 30 cánh hoa sen văng tung tóe lên người ma long. Gừ gừ gừ! Ma long kêu thảm thiết. Tiếng kêu của nó yếu dần, cuối cùng cũng bị 36 cánh hoa hắc liên giết chết. Ma long tiêu tán, hừ, tiểu phế vật cũng thú vị đấy, trong nguyên thần của ngươi còn có những sinh linh khác à, ha ha ha. Được được được, hãy xem bổn tọa nuốt chứng ngươi đây. Ma long bị hiết, huyễn ma không những không hoảng loạn mà còn có vẻ hưng phấn, hắn ta nói phải chiếm đoạt được hắc liên. Điều này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên chấn động. ST sức mạnh của huyễn ma nằm ngoài sức tưởng tượng, phải làm sao bây giờ? Trong đầu Dương Bách Xuyên nghĩ cách đối phó, nhưng công kích của huyễn ma sắp đến rồi. Đã thấy huyễn ma dưới hình dạng tuyết hương đột nhiên vươn tay ra chộp tới hắc liên đang lơ lửng trên không trung. Đúng lúc này, Dương Bách Xuyên đứng trên hắc liên ngẩng đầu nhìn lên, nhưng phát hiện huyễn ma đã biến thành người khổng lồ, mà hắn và hắc liên đã rút nhỏ lại rất nhiều lần. Đây là thế giới ý thức của huyễn ma có thể thay đổi quy tắc theo ý muốn của hắn ta, làm cho chính hắn ta trở nên lớn hơn, điều này cũng không có gì lạ. Nhưng thực ra là do huyễn ma lớn hơn chứ không phải hắn và hắc liên thu nhỏ lại. Khí tức ma sát như núi cao bao phủ đè xuống. 36 cánh hoa hắc liên lại bạo nổ bắn thẳng về phía huyễn ma. Nhưng chỉ nghe huyễn ma hừ lạnh, khoảnh khắc tiếp theo đã nhìn thấy bàn tay ma khí trắng nõn khổng lồ của nàng xuất hiện, mạnh mẽ vồ xuống. Trực tiếp bỏ qua 36 cánh hoa hắc liên. Rầm rầm rầm. Từng mảnh cánh hắc liên lần nữa bạo liệt, bị huyễn ma dưới hình dạng tuyết hương dùng một tay bóp vỡ tất cả, trực tiếp chộp về phía đài sen và Dương Bách Xuyên. Lúc này, toàn thân Dương Bách Xuyên chấn động, hắn biết mình không thể chống lại huyễn ma rồi. Đành phải lấy ra lá át chủ bài cuối cùng rồi, nếu không hắn và hắc liên đều phải xong đời mất. Huyễn ma này quá mạnh. Tượng thần bản mệnh hiện. Dương Bách Xuyên tức giận gầm lên. Ngay sau đó, một màu sắc sặc sỡ xuất hiện khắp cơ thể hắn. Đột nhiên, một tượng thần nhắm mắt xuất hiện sau lưng Dương Bách Xuyên. Lớn. Dương Bách Xuyên mở miệng, lại phun ra một chữ. Tượng thần bản mệnh bỗng nhiên lớn lên, trong nháy mắt hòa thánh thân cao khoảng 100 mét. Cũng chính vào lúc này, một chảo của huyễn ma đã đụng tới tượng thần bản mệnh của hắn. Một cảnh tượng nằm trong dữ liệu xuất hiện. Ầm, a, xì xì xì. Lúc bàn tay của huyễn ma chộp tới tượng thần bản mệnh của Dương Bách Xuyên, hắn ta đột nhiên kêu lên thảm thiết. Một vầng sáng sặc sỡ quét qua bàn tay của huyễn ma, phát ra tiếng xì xì xì, bàn tay của huyễn ma đột nhiên bốc khói và thối giữa giống như bị axit sulfuric dội vào. Huyễn ma hét lên thảm thiết rồi lùi nhanh về phía sau. Hiển nhiên, hắn ta thật sự không ngờ Dương Bách Xuyên còn có tượng thần bản mệnh. Khoảnh khắc này được nhìn thấy, dưới trạng thái thần hồn, tượng thần bản mệnh xuất hiện, hắn lại dung hợp trong tượng thần bản mệnh. Thần và hồn hợp nhất. Trong chốc lát, trong đầu Dương Bách Xuyên không hiểu sao lại xuất hiện một câu nói. Mệnh tinh là đạo, bản tượng là thần. Mặc dù Dương Bách Xuyên không biết hai câu này có ý gì nhưng nghe rất châu bò. Mệnh tinh là đạo, tượng là thần. Dương Bách Xuyên cho rằng mệnh tinh là đạo, tức là đại đạo, hơn nữa đó là mệnh tinh của hắn. Còn tượng là thần càng thêm châu bò. Chẳng lẽ đang nói hắn sẽ thành thần? Linh hồn gàn khôn từng nói hắn tu thần đạo, không phải thiên đạo. Còn bản mạng thần tượng của Dương Bách Xuyên, năm đó sư phụ từng nói hắn là một quái thai tu luyện, là sự tồn tại biến dị, ngay cả sư phụ cũng không biết cha sao. Cho nên chính Dương Bách Xuyên cũng không rõ bản mạng thần tượng của hắn có ích lợi gì. Sử dụng kiểu gì. Dù sao hắn rất ít tìm hiểu. Hôm nay coi như bị ép đến đường cùng mới triệu hoán bản mạng thần tượng ra, không ngờ bản mạng thần tượng vừa xuất hiện đã hủy diệt một bàn tay của huyễn ma. Cường đại vượt qua sự tưởng tượng của hắn.
Bản mạng thần tượng mới chỉ bày ra ánh sáng bảy màu mà thôi, nhưng đã tinh lọc được huyễn ma, sắc bén mạnh mẽ đến không tưởng. Nghe tiếng kêu thảm thiết của huyễn ma, Dương Bách Xuyên cảm thấy vô cùng hả dạ. Luôn miệng gọi ta là phế vật, giờ xem ai mới là phế vật. Bên kia, đám người Định Hòa Bình đang trợn mắt há mồm. Một giây trước bọn họ còn đang lo lắng, đã chuẩn bị sẵn tinh thần liều chết, không ngờ một giây sau lại nghịch chuyển tình thế. Rốt cuộc vừa rồi thực lực của huyễn ma quá đáng sợ, phất tay cái đã hủy diệt chuông Đông Hoàng của Dương Bách Xuyên, ngay cả cánh cửa thần bí kia cũng không đứng vững trước một kích của huyễn ma. Nhưng ai mà ngờ trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, một luồng ánh sáng bảy màu phát ra từ trên người Dương Bách Xuyên, một hư ảnh cao hơn 100 mét xuất hiện, chỉ thoáng hiện rồi biến mất, hay chính xác hơn là dung hợp trong cơ thể của Dương Bách Xuyên, lúc này trên người Dương Bách Xuyên vẫn thấp thoáng vầng sáng bảy màu. Sau khi bàn tay khổng lồ của huyễn ma chạm đến vầng sáng bảy màu trên người Dương Bách Xuyên thì lập tức hư thối. Chỉ trong nháy mắt một bàn tay của huyễn ma đã bị hỏng. Cục diện thay đổi, huyễn ma hoảng sợ lùi về sau. Huyễn ma đã đánh mất sự kiêu ngạo coi thường ban đầu, thay thế là sự sợ hãi khó tin. Đám người Đinh Hòa Bình yên tĩnh lại, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đều biết cho dù lúc này bọn họ liều mạng xông lên cũng chết. Ở chỗ này, bản chất bọn họ chỉ là ý thức thần hồn, không thể sử dụng được pháp lực tiên nguyên, chỉ có thể sử dụng lực thần hồn, nhưng bọn họ đều biết lực thần hồn của mình không bằng huyễn ma. Lão Đinh, ngươi nhìn rõ không, vừa rồi có thứ gì đó hiện lên trên người chủ nhân. Bảo Thuận Quang lấy lại tinh thần, nuốt nước bọt hỏi Đinh Hòa Bình. Mỗi người tu luyện đều có thiên phú thần thông, nhưng không trâu bò như Dương Bách Xuyên. Cũng không lớn như vậy. Mọi người thật sự không hiểu về thiên phú thần thông của Dương Bách Xuyên. Nhưng thì sao chứ, lúc này Dương Bách Xuyên là người dẫn đầu bọn họ, không phải kẻ địch. Mọi người bị nhốt trong thế giới ý thức, đổi lại những người khác đã rời đi từ lâu, nhưng Dương Bách Xuyên lại mạo hiểm mạng sống vào đây cứu bọn họ. Mọi người đều vô cùng biết ơn hắn. Lúc này nhìn thấy Dương Bách Xuyên thể hiện uy nghiêm, chiếm thế thắng, mọi người đều vô cùng phấn khởi. Bên Dương Bách Xuyên, lúc này hắn tin tưởng bản thân có thể chiến thắng huyễn ma, bản mạng thần tượng xuất hiện, chỉ với ánh sáng bảy màu kia đã xóa bỏ một bàn tay của huyễn ma, hắn vô cùng chờ mong năng lực khác của huyễn ma. Ánh sáng bảy màu phát ra từ bản mạng thần tượng khiến Dương Bách Xuyên nhớ đến một câu chuyện thần thoại. Phật giáo Khổng Tước Đại Minh Vương có Khổng Tước xòe đuôi phát ra thần quang năm màu có thể tinh lọc mọi thứ, tương tự như ánh sáng bảy màu của hắn, hơn nữa của hắn còn nhiều hơn hai màu. Cho nên Dương Bách Xuyên đặt tên cho ánh sáng bảy màu này là tỉnh lọc vạn vật. Tiếp theo hắn còn phải thử khai quật những thần thông khác của bản mạng thần tượng. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nhìn huyễn ma đang hoảng sợ. Hay là dùng huyễn ma để khai quật thần thông của bản mạng thần tượng đi. Lúc này bản mạng thần tượng đã dung hợp với thần hồn của hắn. Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được lực lượng thần hồn vô tận đang sôi trào trong cơ thể mình. Dương Bách Xuyên thu hồi hắc liên, lúc này hắn cảm thấy chỉ với bản mạng, thần tượng cũng đủ xé nát huyễn ma. Ngươi là cổ thần tộc. Huyễn ma đột ngột lên tiếng. Dương Bách Xuyên ngẩn người, cổ thần tộc gì cơ? Chẳng lẽ huyễn ma nhận ra lai lịch của bản mạng thần tượng của mình? Phải biết rằng ngay cả sư phụ cũng không rõ về nó. Ha ha, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ta muốn cho ngươi biết ai mới là phế vật. Dương Bách Xuyên nhíu mày vươn tay, ánh sáng bảy màu hiện ra. Huyễn ma hoảng sợ biến mất, dường như không muốn đánh với Dương Bách Xuyên. Huyễn ma biến mất, Dương Bách Xuyên không cảm nhận được tung tích của hắn ta, nhíu mày lạnh lùng nói, muốn chạy, mơ tưởng. Dương Bách Xuyên hét lớn, tinh lọc vạn vật. Ánh sáng bảy màu lóe lên, vọt vào sương mù hỗn độn, chiếu sáng mọi nơi, sương mù trực tiếp bị bốc hơi. Một tiếng hét thảm thiết vang lên từ đằng xa. Dương Bách Xuyên cười chạy đến, nhìn thấy huyễn ma đang bốc khói nằm vật vã trên mặt đất. Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm huyễn ma, muốn chạy hả? Phất tay đấm về phía huyễn ma, trong lòng lâm bẩm, mệnh tinh là đạo, tượng là thần, chấn. Đột nhiên lúc này trong đầu hắn hiện lên hai câu này. Giờ thì hắn đã hiểu, đây có thể là pháp quyết thi triển bản mạng thần tượng. Âm một quyền nện trên đầu ma khu của huyễn ma khu nứt vỡ. A, à, tiếng hét thảm thiết vang lên, ma khí biến mất, huyền ma trở lại kích thước. Cũ, nằm vật vã trên mặt đất. Đương nhiên, thân thể của huyễn ma nổ tung nhưng không chết, vẫn hóa thành dáng vẻ của Tuyết Hương, sau đó bắt đầu cầu xin. Đừng giết ta. Huyễn ma liên tục xin tha. Đương nhiên lần này không diệt được huyễn ma, Dương Bách Xuyên cũng không định giết hắn ngay lập tức, hắn vẫn muốn biết một số vấn đề. Ví dụ như, vừa rồi huyễn ma nói câu ngươi là thần tộc.
Tất nhiên là sau khi nhìn thấy thần tượng bổn mệnh của hắn, dường như huyễn ma đã nhìn ra được gì đó. Thế nên vẫn phải giữ con hàng này lại cái đã. Đương nhiên, huyễn ma càn quấy trước mặt hắn lâu như vậy, Dương Bách Xuyên cũng không định dễ dàng tha cho hắn. Ha ha, ai là phế vật? Dương Bách Xuyên đứng trước mặt huyễn ma, đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh sáng đầy màu sắc bao phủ huyễn ma, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mặt hắn. Bây giờ Dương Bách Xuyên đã biết khắc tinh của huyễn ma chính là ánh sáng bảy màu trên người hắn, ánh sáng này có thể lấy mạng của đối phương, cái tên thanh lọc vạn vật rất chuẩn xác nhưng càng hiệu quả hơn khi đối phó với huyễn ma. Ta, là ta. Huyễn ma hèn nhát. Dương Bách Xuyên cười lớn tiếng, nhưng ngay sau đó hắn híp mắt trực tiếp đánh ra một quyền. Cho ngươi hóa thành dáng vẻ tuyết hương này, ông đây nhìn ngươi hơi bị lâu rồi đấy. A, ngươi, Một cú đấm mang theo ánh sáng bảy sắc cầu vồng đánh lên người huyễn ma. Tiếng nổ vang lên, cơ thể huyễn ma bị Dương Bách Xuyên đánh nổ. Nhưng ngay sau đó ma khí bùng lên. Hơi thở mang theo khí lạnh lẽo khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy không thoải mái. Cùng lúc, hắn nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong ma khí. Hôm nay, bản tôn không xong với ngươi đâu. Giọng nói thay đổi nhưng vẫn tràn ngập oán hận. Hơn nữa ma khí lập tức khuếch tán, bóng tối bao trùm. Cơ thể Dương Bách Xuyên có ánh sáng bảy màu, đương nhiên không sợ ma khí xâm nhập. Hắn cũng không thèm quan tâm, dứt khoát đứng im đợi, hắn cũng muốn xem thử huyễn ma này còn có thể dở cho gì. Vốn dĩ hắn định đợi cho ma khí của huyễn ma bộc phát thì sẽ tấn công, nhưng không ngờ chỉ trong chớp mắt, ma khí vốn đã khuếch tán lại biến mất, một người xuất hiện trước mặt hắn. Dương Bách Xuyên biết lúc này cho dù là ai xuất hiện thì chắc chắn đều do huyễn ma hóa thành. Mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng sau khi Dương Bách Xuyên nhìn rõ người xuất hiện, ngực hắn lại run lên. Không phải người này mạnh hay đáng sợ, mà là... Đó là một người phụ nữ, người mà hắn vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn. Liễu Linh Linh, chấp niệm lớn nhất trong lòng hắn, gần như đã trở thành một nỗi ám ảnh. Thật ra Dương Bách Xuyên biết rõ chấp niệm trong lòng hắn chính là tâm ma, chừng nào chưa tìm được Liễu Linh Linh thì tâm ma của hắn sẽ không được loại bỏ. Rất nhiều người nói, trên đời này có tồn tại u minh giới, nhưng rốt cuộc nó ở đâu thì lại không một ai nhắc tới. Điều này tương đương với việc mạo phạm cấm kỵ trong lòng hắn. Huyễn ma, người đáng chết. Dương Bách Xuyên lạnh giọng nhìn chằm chằm Liễu Linh Linh đang ở trước mặt. Huyễn ma hóa thành dáng vẻ Liễu Linh Linh nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Dương Bách Xuyên, hắn che miệng cười khanh khách thành tiếng tới giết em đi, giết chết em thì anh sẽ được giải thoát, trong lòng còn giả vờ hổ thẹn với em, anh không mệt nhưng em thì mệt lắm, giết em, để em mãi mãi biến mất trong ký ức của anh, ha ha ha. Huyễn ma cười một cách điên cuồng. Dương Bách Xuyên biết huyễn ma muốn làm rối loạn đạo tâm của hắn. Trong ý thức của huyễn ma, hắn có thể biết được một số chuyện trong lòng Dương Bách Xuyên, có thể nói, huyễn ma nắm rất chuẩn xác nội tâm của hắn. Vừa rồi huyễn ma hóa thành hình dáng của Tuyết Hương bị hắn giết chết, trong lòng hắn đã cảm thấy khó chịu. Lúc này lại hóa thành Liễu Linh Linh, lập tức khiến hắn bùng nổ. Nhìn huyễn ma đang trong dáng vẻ của Liễu Linh Linh, nghe thấy cô nói như vậy, lần này thật sự đã khiến hắn nổi khùng. Trong lòng không khỏi dâng lên một cơn tức giận, vút. Cảm giác như có một luồng khí nào đó được phóng ra, hoặc nói đúng hơn trái tim hắn như một cái lồng, lúc này con thú bị nhốt bên trong đã xông ra ngoài. Growl. Dương Bách Xuyên gào lên một tiếng, miệng phát ra những tiếng không thuộc về cơ thể mình. Hai mắt hắn đã biến thành màu đỏ, mái tóc dài bay trong gió. Ánh sáng bảy màu sắc giống như vòng xoáy xoay quanh cơ thể. Lúc này một giọng nói từ sâu tận đáy lòng hắn vang lên, giết cô ta, giết chết cô ta. Giết ai? Tất nhiên là Liễu Linh Linh ở trước mặt. Dương Bách Xuyên biết rõ người trước mặt hắn chính là huyễn ma, nhưng bởi vì như thế hắn mới vô cùng tức giận. Ký ức bị hắn chôn sâu hoặc nói đúng hơn là chấp niệm bộc phát. Lúc này hắn cảm giác dễ chịu. Tràn ngập lệ khí. Đám người Đinh Hòa Bình đứng từ A quan sát, nhìn thấy dáng vẻ của Dương Bách Xuyên, bọn họ cảm nhận được lệ khí đang tản ra trên người hắn. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Không xong rồi, Đại Sư Tôn có hiện tượng nhập ma. Huyễn ma đáng chết, nhất định là đã đánh thức ma niệm trong lòng Đại Tông Sư, lần này gay gâu rồi, chúng ta phải đi ngăn lại, nếu Đại Tông Sư nhập ma thì tất cả chúng ta sẽ xong đời. Diêu Bất Ngôn cũng vội vàng nói. Ta qua chỗ huyễn ma, Bảo Thuận Quang là người đầu tiên xông về phía huyễn ma. Ngay khi Bảo Thuận Quang lao tới, cơ thể Dương Bách Xuyên đã tản ra một luồng khí bao trọn khắp cơ thể. Ngay sau đó, cơ thể Bảo Thuận Quang bay ngược ra ngoài. Muộn rồi. Bây giờ chỉ hy vọng Đại Tông Sư sẽ không đánh mất chính mình,
chỉ có giết chết huyễn ma thì mới có khả năng. Huỳnh Uyên Minh đỡ Bảo Thuận Quang đang bay tới. Tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng. Nhưng lúc này, Dương Bách Xuyên lại đánh về phía huyễn ma, hắn nghiến răng lạnh giọng nói, ta muốn ngươi phải xuống địa ngục. Ha ha, tới đi, giết chết em đi, em vì anh mà chết, có bị giết thêm một lần cũng là can tâm tình nguyện. Huyễn ma hóa thân thành Liễu Linh Linh vẫn cười khanh khách, không hề quan tâm tới việc Dương Bách Xuyên đang đánh về phía mình, ngược lại còn khiêu khích đối phương giết hắn. Chết! Dương Bách Xuyên đánh một chưởng tới, Liễu Linh Linh ở trước mặt ngã trong vũng máu. Chết trong tay của anh, em không hề hối hận. Liễu Linh Linh ngã trên mặt đất phun ra máu, cười thản nhiên rồi nói với Dương Bách Xuyên. A, Linh Linh, không, không, em không được chết. Cơ thể Dương Bách Xuyên run lên, hắn tới cạnh Liễu Linh Linh rồi ôm cô vào. Lòng, đôi mắt hắn càng lúc càng mất tập trung rồi đỏ hoe. Liễu Linh Linh ở trong ngực cười với hắn một cái rồi biến mất, giống như ánh sao biến mất từng chút một. Linh Linh, không, đừng rời xa anh. Lúc này gương mặt Dương Bách Xuyên vô cùng đau khổ, những hình ảnh có Liễu Linh Linh không ngừng hiện ra trong mắt hắn. Đừng rời xa anh. Dương Bách Xuyên vẫn ôm lấy Liễu Linh Linh nhưng lại trơ mắt nhìn cô dần biến mất. Lúc này, đám người Đinh Hòa Bình vội muốn chết, bọn họ biết Dương Bách Xuyên đã rơi vào bẫy của huyễn ma nhưng cũng chỉ có thể lo lắng thay, cho dù họ có gọi thế nào thì Dương Bách Xuyên cũng như không nghe thấy. Muốn chạy qua đó nhưng lại bị kết giới chặn lại, không thể nào phá được. Từ bên ngoài, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy sau khi Dương Bách Xuyên đánh chết nữ nhân do huyễn ma hóa thành, hắn như bị tâm thần, quỳ nửa người trên mặt đất tự lẩm bẩm, dáng vẻ trông rất đau khổ. Mọi người đều lo lắng nhưng chẳng giúp được gì. Hơn nữa lúc này bọn họ mới hiểu rõ sự đáng sợ của huyết ma. Có lẽ đúng như những gì Dương Bách Xuyên nói, thực lực của huyễn ma cũng không mạnh nhưng nó có thể giết chết người từ tâm tư, lợi dụng lòng người để hóa thành chấp niệm của bọn họ, khơi dậy nỗi ám ảnh này, sau đó để nó trở nên sâu sắc hơn, làm lay động trái tim con người. Đột nhiên Liễu Linh Linh xuất hiện sau lưng hắn. Linh Linh! Dương Bách Xuyên vui mừng, hắn vội vàng đứng dậy chạy về phía cô. Chỉ là Dương Bách Xuyên không biết, khi Liễu Linh Linh nhìn thấy hắn chạy về phía này, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Đó là một nụ cười âm trầm, lạ ư nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay. Bấy giờ, hai mắt Dương Bách Xuyên đang dần mất đi tiêu cự, chỉ còn lại mỗi hình bóng của Liễu Linh Linh. Hắn đã lạc mất chính mình đương nhiên, Dương Bách Xuyên không hề hay biết gì về chuyện này, hiện hắn đã tiến vào đạo của huyễn ma, chỉ là bản thân hoàn toàn không nhận ra mà thôi. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, Liễu Linh Linh đúng là chấp niệm hẳn sâu nhất trong lòng hắn, thế nên chuyện hắn lạc lối khi bị huyễn ma 5 lần 7 lượt quấy nhiễu đạo tâm cũng là bình thường. Bởi tất cả đều nằm trong suy tính của huyễn ma kể từ lúc hắn đặt chân tới thế giới ý thức ma huyễn rồi. Đầu tiên, nó khiến đạo tâm của hắn trở nên hỗn loạn, sau đó kích phát chấp niệm trong lòng, cuối cùng là làm chấp niệm càng thêm sâu sắc. Nói cách khác, kể từ lúc rơi vào thế giới ý thức huyễn ma thì bản thân Dương Bách Xuyên đã bắt đầu lầm đường lạc lối. Và đó mới là điểm đáng sợ của huyễn ma. Tới cả bản thân cũng là sân nhà của nó, Dương Bách Xuyên hoàn toàn không có chút ưu thế nào. Nếu không nhờ chuông Đông Hoàng và cửa U Đô thì hắn đã sớm bị huyễn ma tóm gọn rồi. Không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của tượng thần bản mạng cũng là một lá bài tẩy mạnh, nhưng suy cho cùng thì thứ mà nguyên thần tu luyện thành là thần thông, chứ không phải tâm của hắn. Trong khi thứ huyễn ma muốn giết là tâm của Dương Bách Xuyên và thứ nó tác động là cảm xúc và chấp niệm trong lòng hắn. Thế nên không phải cứ tượng thần bản mạng mạnh là có thể giải quyết được. Lúc này, Dương Bách Xuyên tiến lên trước, ôm Liễu Linh Linh vào lòng, Linh Linh, nàng không chết, thật tốt quá. Ta đã trở thành một phần của U Minh giới, không chết được. Liễu Linh Linh do huyễn ma hóa thành thâm tình đáp lại Dương Bách Xuyên. Trong thế giới ý thức của huyễn ma, nó có thể nhìn thấy tất cả tâm tư ẩn sâu trong lòng Dương Bách Xuyên, tất nhiên cũng biết cách hữu dụng nhất để giết chết đạo tâm của hắn là gì. Còn Dương Bách Xuyên thì sao? Chấp niệm dành cho Liễu Linh Linh đã hẳn sâu vào tiềm thức của Dương Bách Xuyên, bản thân tự cảm thấy thẹn với Liễu Linh Linh, thậm chí còn thể phải tìm được Liễu Linh Linh bằng mọi giá, vì vậy khi nghe Liễu Linh Linh nói nàng ấy đã trở thành một phần của U Minh giới, hắn lập tức tin tưởng chẳng chút nghi ngờ. Bởi trong tiềm thức của hắn cũng cho rằng Liễu Linh Linh đang ở U Minh giới. Cứ thế, càng nói chuyện lâu với Liễu Linh Linh do huyễn ma hóa thân thành, hắn ngày càng lún sâu vào con đường mà huyễn ma đã vạch sẵn từ trước. Khoảnh khắc Liễu Linh Linh do huyễn ma hóa thân mở miệng thỏ thẻ với Dương Bách Xuyên, Bách Xuyên, chàng có muốn ở bên cạnh ta mãi mãi không? Dương Bách Xuyên gần như không hề do dự mà đáp rằng, đương nhiên là muốn. Tốt quá, nếu đã như vậy, chàng hãy tự hủy nguyên thần đi, thế thì hai ta có thể sống bên nhau trọn đời trọn kiếp rồi.
Liễu Linh Linh do huyền ma hóa thân thành nhìn chằm chằm với Dương Bách Xuyên, đặng nói. Cuối cùng thì mục đích sau rốt của nó cũng trồi lên mặt nước. Huyễn ma, răng bẫy lâu như vậy là vì muốn Dương Bách Xuyên tự hủy nguyên thần. Một khi nguyên thần không còn, tu vi của Dương Bách Xuyên sẽ bị phế bỏ, mãi mãi không thoát khỏi sự kiểm soát của huyễn ma. Vừa nghe Liễu Linh Linh nói vậy, Dương Bách Xuyên thoáng sững sờ. Tuy hắn bị huyễn ma thao túng tâm chi, rơi vào trạng thái mất ý thức, nhưng bản năng của người tu hành vẫn còn tồn tại. Tiềm thức của Dương Bách Xuyên biết rất rõ hậu quả khi một tu luyện giả tự hủy nguyên thần là gì, thế nên hắn gần như vô thức thốt lên rằng, không được. Kế tiếp, một giọng nói tức đến thở gấp liên hồi lọt vào tai hắn, thằng nhóc này, cuối cùng cũng mở được cửa ý thức của ngươi rồi, suýt chút nữa thôi là ngươi đi đời nhà ma rồi đó. Bấy giờ, trong đầu Dương Bách Xuyên vang lên tiếng chuông cảnh tỉnh, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, tựa như mây đen trong đầu đã bị thổi bay, nhường chỗ cho mặt trời ló dạng vậy. Sau khi nghe thấy giọng nói đầy tức giận của Dương Bách Xuyên lập tức hoàn hồn, là giọng của linh hồn càn khôn. Về phần hắn, hắn biết bản thân đã đụng trúng đạo của huyễn ma, đúng là mém đi đời nhà ma thật, cũng may phút cuối đã được linh hồn càn khôn đánh thức. Nhất thời, Dương Bách Xuyên bỗng thấy ớn lạnh cả người, nhìn Liễu Linh Linh do huyễn ma biến thành đang đứng trước mặt mình, hắn mới biết nàng ấy mạnh tới cỡ nào, có thể lặng yên không một tiếng động dụ hắn rơi vào tròng luân cơ. Giọng của linh hồn càn khôn lại vang lên. Nhóc con, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau giải quyết huyễn ma đối diện đi, thế thì ngươi mới thoát ra khỏi thế giới ý thức huyền ảo này được. Hiện đầu óc của Dương Bách Xuyên đã hoàn toàn thanh tỉnh, vừa nghe linh hồn càn khôn nhắc nhở, trí thông minh của hắn cũng quay trở về. Lúc này, hắn cũng tự cảm thấy sợ muốn chết, suýt nữa là tiêu tùng rồi. Nếu hắn thật sự tự hủy nguyên thần theo lời dụ dỗ của huyễn ma thì đúng là xong phim thật. Nhưng ta từng thử diệt huyền ma rất nhiều lần rồi, không lần nào giết chết được nó cả. Rốt cuộc phải làm cách nào mới có thể giải quyết được nó đây? Dương Bách Xuyên âm thầm trao đổi với linh hồn càn khôn. Thằng nhóc này, người đúng là ôm cả núi vàng nhưng vẫn bó tay chờ chết mà, cho ngươi nguyên một núi vàng, thế mà ngươi lại không biết phải khai phá thế nào là sao? Tượng thần bản mạng có thể dễ dàng tiêu diệt huyễn ma cơ mà linh hồn càn khôn gào thét. Dương Bách Xuyên không nhịn được mắng, tới cả tượng thần bản mạng của mình ta còn không biết nó là cái quỷ gì, không hề giống của người khác xíu xiu nào. Thậm chí sư phụ của ta Vân Thiên Tà cũng không rõ vì sao lại như vậy, thì ta biết sử dụng thế quái nào được hả? À, khụ khu, thì cũng đúng, quả thật thằng nhãi Vân Thiên Tà kia chưa từng chạm tới đạo thần, nên tất nhiên không biết là bình thường. Đúng là chuyện này không thể trách thằng nhóc nhà ngươi, suy cho cùng cũng là sơ suất của ta khi quên giải thích cho ngươi biết về tượng thần bản mạng. Lúc này, linh hồn càn khôn mới muộn màng nhận ra, luôn miệng lẩm bẩm. Từ những lời này, Dương Bách Xuyên phát hiện quả nhiên giống như mình đã suy đoán, sự xuất hiện của tượng thần bản mạng có liên quan mật thiết tới công pháp mà hắn tu luyện. Đừng làm nhảm nữa, mau nói xem giờ ta phải làm gì đây, tạm thời dạy ta cách để vượt qua sóng gió này trước đã. Dương Bách Xuyên thúc giục linh hồn càn khôn. Linh hồn càn khôn đáp, kỳ thật ta cũng không biết nên sử dụng tượng thần bản mạng như thế nào, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết rằng tượng thần bản mạng còn có tên khác là tượng thần tạo hóa, tức tượng thần chỉ xuất hiện với những người tu thần đạo. Ngoài ra thì phương pháp tu thần đạo mà ngươi đang luyện không phải thần đạo bình thường. Tượng thần tạo hóa của ngươi khá huyền bí, nhưng bí ẩn thế nào thì chỉ mình bản thân tu luyện giả mới giác ngộ ra được, còn ta chỉ là linh hồn của bình càn khôn, có biết sơ lược, nhưng nếu hỏi cụ thể phải sử dụng thế nào thì ta đành bó tay. Nhưng có một điều ngươi phải nhớ cho kỹ, đó là điểm mấu chốt nằm ở hai câu pháp quyết của tượng thần tạo hóa, ngươi hãy tự nghĩ cách sử dụng đi. Nếu tìm ra được, vậy thì việc đối phó một huyễn ma nho nhỏ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, một suy nghĩ thôi là giải quyết được ngay. Hả, nghe linh hồn càn khôn nói xong, Dương Bách Xuyên chỉ muốn chửi thề, rong dài một hồi cuối cùng vẫn không nói được phải sử dụng thế nào. Ngươi không thấy mấy lời này của mình vô nghĩa lắm sao? Dương Bách Xuyên không kiềm được mà mắng thầm trong lòng. Linh hồn càn khôn lập tức giãy nảy lên, vô nghĩa chỗ nào, không phải đã nói rõ mười mươi cho thằng nhóc nhà ngươi rằng trọng điểm nằm ở pháp quyết sao? Mệnh tỉnh là đạo, bản tượng là thần, pháp tắc ẩn trong hai câu này chính là chìa khóa quyết định, nhưng cần tự ngươi giác ngộ ra, chứ ông đây chỉ là linh hồn của bình càn khôn, không phải người tu luyện càn khôn thần đạo. Mệnh tinh là đạo, bản tượng là thần. Vừa nghe linh hồn càn khôn nới, Dương Bách Xuyên vừa lặp lại pháp quyết, thế rồi một tia sáng lóe lên trong đầu, trong một khoảnh khắc, dường như hắn đã ngộ ra được điều gì, đồng thời chìm vào trạng thái nào đó. Tính ra thì cũng bình thường thôi. Với mấy thứ rườm rà như pháp quyết của đạo tu luyện, đôi khi bản thân tự đọc lại khác hoàn toàn với việc nghe người khác đọc đấy. Linh hồn càn khôn lẩm nhẩm thêm lần nữa,
và lần này, Dương Bách Xuyên hình như đã hiểu ra được chun chút. Lúc này Liễu Linh Linh do huyễn ma hóa thành vẫn còn chưa biết Dương Bách Xuyên đã được linh hồn càn khôn đánh thức, khôi phục lý trí, tư duy, cũng như thoát khỏi mê hoặc của nàng ấy. Thế nên Liễu Linh Linh vẫn bình tĩnh đứng trước Dương Bách Xuyên, tiếp tục dụ dỗ, Bách Xuyên à, mau hủy nguyên thần đi, vậy thì hai có thể sống bên nhau mãi mãi rồi, chàng còn chờ gì nữa, chẳng lẽ chàng không thương ta? Liễu Linh Linh do huyễn ma biến thành cất giọng điềm đạm, đáng yêu, lại có chút yếu ớt, bị lụy, khiến con người ta lạc mất ý thức. Dương Bách Xuyên nhìn Liễu Linh Linh đứng đối diện mình, trong mắt chợt lóe lên thứ cảm xúc vô cùng phức tạp, nhưng lại bị hắn gạt phăng đi, chỉ còn lại sự hờ hững. Hắn nhìn chằm chằm huyễn ma trước mặt, từ tốn mở miệng, nếu là nàng thật, dù có tự hủy nguyên thần cũng chẳng sao, kỳ thật ta rất mong ngươi chính là nàng. Nghe vậy, Liễu Linh Linh lập tức biến sắc. Lúc này, huyễn ma tự nhiên phát hiện Dương Bách Xuyên không được bình thường, hắn ta nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng, đối với lần này, Dương Bách Xuyên cũng nheo mắt quan sát, mặc kệ cho. Huyễn ma lui lại. Trong chớp mắt, huyễn ma biến mất trong màn sương mù. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên không hề sốt ruột chút nào, hắn rất thờ ơ và đầy vẻ suy tư. Hắn lẩm bẩm, bây giờ có chạy cũng vô dụng, thế giới ý thức của huyễn ma ngươi đúng là rất thú vị, có thể khiến ý thức thần hồn của mọi người tiến vào, quả thực rất khó thay đổi tùy ý, nhưng lúc này cũng nên kết thúc rồi. Sau khi Dương Bách Xuyên vừa lẩm bẩm xong, trong lòng khế động, bản thân tưởng tượng mình là một thanh kiếm sắc bén. Một thanh kiếm sắc bén có thể xé nát trời đất. Hắn vừa mới lĩnh ngộ được hai câu pháp quyết giống như trong mệnh tinh thần tượng, trong lòng hắn đã cảm ngộ. Hai câu pháp quyết thực ra là cùng một nghĩa, tương tự như những lời chim, thần ma nói lúc trước. Tóm tắt lại chính là một câu, lòng lớn bao nhiêu, sân khấu sẽ lớn bấy nhiêu. Mệnh tinh thần tượng của hắn chính là đại đạo, bản thân hắn cũng là một tồn tại giống như thần. Thi triển uy lực của mệnh tinh thần tượng không khác gì là tự suy nghĩ bản thân rất mạnh là có thể phát huy ra uy lực cực mạnh, không gì không làm được. Vì vậy, hắn tưởng tượng mình là một thanh kiếm sắc bén có thể khai thiên lập địa, muốn chém đôi thế giới ý thức của huyễn ma. Đến lúc đó, huyễn ma tự nhiên sẽ bị bắt. Lúc này, sau khi trong lòng suy nghĩ như thế, Dương Bách Xuyên thúc giục mệnh tinh thần tượng, toàn thân hắn đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, nhưng lần này không tản ra mà phóng thẳng lên cao. Nhìn từ xa, đó là một cự kiếm đứng giữa trời và đất. Tạo hóa tượng thần, khai thiên lập địa. Dương Bách Xuyên gầm lên. Đột nhiên, hắn hóa thành một thanh cự kiếm bảy màu, bộc phát ra hàng tỷ vầng sáng bảy màu, đột nhiên quét ngang trời đất. Âm ầm, âm thanh như sấm vang vọng khắp thế giới hỗn loạn. Ngay sau đó, thế giới ý thức của huyễn ma bắt đầu không ngừng sụp đổ, chính là một tấm gương bị đánh nát. Trong tiếng nổ vang, phương thế giới này hoàn toàn sụp đổ và tiêu tan. Gừ gừ gừ. Khi trời đất sụp đổ, những tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên theo đó. Dương Bách Xuyên biết đây là tiếng kêu của huyễn ma. Kết thúc. Dương Bách Xuyên tự lẩm bẩm. Hắn không hề lo lắng về huyễn ma là bởi vì hắn biết khi hắn phá hủy thế giới ý thức của huyễn ma, đó là lúc huyễn ma đền tội. Sau khi thế giới ý thức của huyễn ma sụp đổ, đám người Dương Bách Xuyên cũng phát hiện bọn họ đang ở trong khung cảnh khác rồi. Không phải ở giữa đại điện Hoàng Kim nữa mà là một hòn đảo khổng lồ, nhưng cũng không giống như một hòn đảo, trông giống như ở trên một bình đài hình tròn vĩ đại. Sư Tôn, Mông Điềm và Tuyết Hương đồng thời kêu lên. Tốt quá, tên gã yếu nhà ngươi sống lại rồi. Chim thần ma cũng vỗ cánh bay xuống đậu trên bả vai hắn. Cách đó không xa, Đinh Hòa Bình, Biên Long, Diêu Bất Ngôn, Bảo Thuận Quang, Hình Nguyên Minh, Kim Quy Tiên Nhân thì đang ngồi xếp bằng. Tất nhiên cũng có người nằm trên mặt đất. Ví dụ như điện lão bên cạnh Hình Nguyên Minh và hộ vệ của Tiên Minh luyện tạo. Chỉ trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên đã biết chuyện gì đang xảy ra, điện lão và hộ vệ đó chắc chắn là đã chết trong thế giới ý thức của huyễn ma, thần hồn tiêu tán, chỉ còn lại thân thể. Hắn và những người khác xem như đều đã ra khỏi thế giới ý thức của huyễn ma và tỉnh lại mọi người đều giống như vừa hoàn hồn vậy. Hắn là người đầu tiên tỉnh dậy, chẳng mấy chốc, những người khác cũng lần lượt tỉnh lại. Ta không sao. Dương Bách Xuyên ra hiệu cho Mông Điềm và Tuyết Hương. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy kỳ lạ rằng đây là nơi nào, còn huyễn ma kia đã đi đâu. Không phải bọn họ đang ở Đại Điện Hoàng Kim cuối cùng sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ này? Cung điện màu đỏ ngòm ở xa xa là cái gì thế? Vài câu hỏi xuất hiện trong đầu Dương Bách Xuyên. Quả đen, có chuyện gì vậy? Ngươi có nhìn thấy huyễn ma không? Sao chúng ta lại xuất hiện ở chỗ này? Dương Bách Xuyên liên tục đặt ra ba câu hỏi. Chim thần ma vỗ cánh rồi nói, sau khi tiểu tử ngươi phá vỡ nhiếp hồn trận,
chắc là trận pháp bên trong đại điện đã liên kết với truyền tống trận, sau khi không gian bị bóp méo một lúc thì chúng tôi đã đến nơi này. Lão tử cũng không biết đây là đâu, về phần huyễn ma thì đã bị nha đầu Tuyết Hương cất đi rồi, người tìm nàng ta đi. Khi chim thần ma truyền âm nói xong, Tuyết Hương duỗi tay về phía Dương Bách Xuyên, trong tay nàng ấy đang nắm một hạt châu nhỏ màu đỏ, nàng ấy nói, đây là vương tọa hoàng kim bay ra khi không gian vừa rồi bị bóp méo, đã bị ta thu lại. Kết quả, Dương Bách Xuyên vừa nhìn hạt châu, xúc tu lạnh lẽo kèm theo tỉnh thần chấn động cường đại, hắn cảm thấy đây chắc là huyễn ma hoặc có thể là huyễn ma châu. Thế giới ý thức của huyễn ma đã bị hắn phá hủy, xem như đã bị đánh về nguyên hình rồi. Nghĩ đến việc mình suýt chút nữa bị huyễn ma giết chết, nghĩ đến bộ dạng huyễn ma hóa thành Liễu Linh Linh để mê hoặc hẳn, trong lòng Dương Bách Xuyên liền tức giận, bàn tay hắn dùng sức bóp nát viên huyễn ma châu này. Nhưng vào lúc này, chim thần ma lại lớn tiếng nói, đầu óc tên gà yếu nhà ngươi bị úng à, nếu phá hủy viên huyễn ma châu này, tiểu tử ngươi sẽ có tổn thất rất lớn đấy. Nghe chim thần ma nói vậy, Dương Bách Xuyên dừng lại hỏi, không phải chỉ là một viên huyễn ma châu thôi sao, lúc trước ta còn thu được 5 viên. Hây, tên gà yếu nhà ngươi chỉ được cái tóc dài mà thiếu kiến thức, mẹ nó, đây là huyễn ma châu đấy, chứ không phải ma hồn châu bình thường, chính là huyết mạch huyễn ma do tổ tông của ma tộc biến thành, ngươi cũng đã nhìn thấy thế giới ý thức của huyễn ma rồi, hồi tưởng lại ký ức sâu sắc đi. Nói thật cho tên gà yếu nhà ngươi biết này, bản lĩnh của huyễn ma này không phải dựa vào pháp lực mà dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ, nói cách khác, chính là sức mạnh của pháp tắc tinh thần, còn được gọi là quy tắc huyễn ma. Đây là một quy tắc huyễn ma cực kỳ hiếm có trên thế gian, nếu có thể luyện hóa hạt châu này, tiểu tử ngươi có thể lĩnh ngộ quy tắc huyễn ma, nếu nó thật sự bị hủy, tiểu tử ngươi sẽ khóc đấy. Dương Bách Xuyên nghe chim thần ma truyền âm xong, hai mắt hắn sáng lên rồi nói, thật sao? Tin hay không thì tùy, chim thần ma nói xong thì phớt lờ Dương Bách Xuyên. Đây chính là sự thật rồi, nếu đã vậy, Dương Bách Xuyên biết lần mạo hiểm liều mạng này của mình thật sự đáng giá rồi. Ngay lập tức, hắn khoanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa huyễn ma châu. Quả nhiên, chỗ biến hóa và thế giới ý thức của huyễn ma đã khiến hắn chịu khổ đủ rồi, lần này hắn may mắn không chết nhưng chuông Đông Hoàng, cánh cửa U Đô và tượng thần bản mệnh lại treo ở trong thế giới ý thức của huyễn ma rồi. Nhưng điều này cũng cho thấy tử huyễn ma rất cường đại. Dựa theo ý của chim thần ma, nếu luyện hóa huyễn ma châu là có thể thu được quy tắc huyễn ma. Đây là sức mạnh của quy tắc tỉnh thần, khác với quy tắc pháp lực bình thường, vô cùng hiếm có. Dương Bách Xuyên thúc giục thần hồn bắt đầu luyện hóa. Từ trước đến giờ, sau khi đi tới tiên giới, hắn vẫn luôn chiến đấu để lĩnh ngộ sức mạnh pháp tắc nhưng đều không có thu hoạch lớn gì. Chỉ có điều, trên người hắn có quá nhiều bí mật, những người không đáng tin cậy thì không thể thỉnh giáo. Con đường tu luyện, lão già không có ở đây, đúng là không ai có thể chỉ dẫn quy tắc tu luyện cho hắn. Mặc dù chim thần ma có kiến thức sâu rộng, nhưng về lĩnh vực này thì con chim lắm lông này rất không đáng tin cậy. Dương Bách Xuyên đã từng hỏi ý kiến nhưng chim thần ma vẫn chưa từng đưa ra được đáp án thật sự. Bây giờ, nếu hắn luyện hóa huyễn ma châu là có thể có được quy tắc huyễn ma, đây là một chuyện quá tuyệt vời đối với hắn. Nửa giờ sau, Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng luyện hóa được huyễn ma châu. Đúng như lời chim thần ma nói, quả thật là quy tắc huyễn ma. Ý thức huyễn ma còn lưu lại trong đó đương nhiên đã bị hắn luyện hóa hết, bây giờ hắn đã nắm giữ quy tắc huyễn ma. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười rồi nói, thế giới ý thức của ta, cũng là quê hương của ta, tinh thần lực của ta ở chỗ này vô cùng mạnh mẽ, là tồn tại giống như thần, chỉ cần ta muốn là có thể tùy ý thay đổi thế giới ý thức này, ta cũng có thể vô thanh vô tức giết chết kẻ địch ở chỗ này. Dương Bách Xuyên không hề giấu giếm gì Tuyết Hương. Thực ra hắn biết rất rõ, nếu Tuyết Hương là kẻ thù, hắn sẽ có thể giết chết Tuyết Hương ngay sau khi hắn nhiếp hồn. Sau khi luyện hóa và nắm giữ quy tắc huyễn ma, hắn mới biết được hiệu quả kỳ diệu của quy tắc huyễn ma. Dương Bách Xuyên ý bảo Tuyết Hương đưa ra hắn hỏi thế giới pháp tắc huyễn ma. Hai người mở mắt ra thấy vẫn còn đứng ở chỗ cũ. Còn ở trong mắt những người khác, Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương chỉ nhắm mắt lại đứng yên tại chỗ. Dương Bách Xuyên không kể về pháp tắc huyễn ma hay việc luyện hóa huyễn ma châu. Tiếp theo mọi người phải đối mặt với cung điện màu đỏ kia. Sau khi nhất trí, bọn họ đều cho rằng cung điện màu đỏ chính là cung điện trung ương, hay còn gọi là ma điện. Dương Bách Xuyên phá hủy thế giới ý thức huyễn ma, cũng tương đương khởi động trận pháp truyền tống trong cung thứ 9. Hiện tại bọn họ đã bước vào cung điện trung tương. Hoàn cảnh nơi này khác với 9 điện khác. Nơi này giống như một hòn đảo cô đơn lơ lửng trong vũ trụ, cũng giống như một tế đàn khổng lồ, chính giữa là một cung điện màu đỏ. Mọi thứ nhìn vô cùng quỷ dị. Chắc chắn đây là cung điện trung ương.
dọc đường đi đều trải qua sinh tử, nhưng cũng may mọi chuyện đã qua. Dương Bách Xuyên là người thu được nhiều lợi nhất. Tu Vi bước vào hỗn nguyên, đồng thời đạt được pháp tắc huyễn ma. Những người khác như làm nền cho hắn vậy. Nghĩ lại thì có hơi xấu hổ. Nhưng cũng không có cách nào khác, thứ như cơ duyên không phải muốn là có. Lão Đinh, nhìn xem có phải nơi này hay không. Dương Bách Xuyên bảo Đinh Hòa Bình nhìn xem phản ứng của Linh Châu. Đinh Hòa Bình gật đầu lấy ra Linh Châu, miệng lẩm nhẩm, sau đó Linh Châu bay ra ngoài, bay vào trong đại điện màu đỏ rồi biến mất không thấy. Đại Tông Sư, Lạc Dương Đại Nhân ở bên trong đại điện màu đỏ kia. Định Hòa, Bình kích động reo lên. Tốt quá rồi. Cuối cùng cũng tìm được. Ba người Biên Long cũng vô cùng vui vẻ. Đám người đi về phía đại điện phía trước rồi dừng lại trước cửa đại điện. Không dừng không được, bởi vì mọi người đều cảm nhận được khí ma sát cường đại tỏa ra từ đại điện màu đỏ này, hiển nhiên đây là lực lượng kết giới bảo vệ đại điện. Xem ra không dễ đi vào. Mọi người quan sát xem có lối vào nào không, đại điện màu đỏ này không dễ đi vào. Dương Bách Xuyên nói. Hắn cũng cảm nhận được sự khác biệt của đại điện màu đỏ này, hơi thở ma sát rất mạnh, không ai biết bên trong có gì. Càng đến cuối càng phải cẩn thận, nơi này đã rời khỏi phạm vi tiên giới. Dựa theo lời dự đoán của chim thần ma, khả năng cao cả tòa ma thành này là một tòa thành hiến tế. Có khi có người cố ý xây dựng tòa ma thành này, hơn nữa Mông Điềm từng nói cứ cách 900 năm thì nơi này sẽ xảy ra một lần dị động, rất nhiều ma hồn sẽ hội tụ lại ở mảnh đất trung ương, sau đó ma hồn sẽ ít đi một phần. Mấy chuyện này rất quỷ dị, cần phải cẩn thận. Đại Tông Sư, hay để ta đi lên thử, Ninh Hòa Bình nói. Dương Bách Xuyên lắc đầu, tạm thời đừng vội. Đại điện màu đỏ này khác với 9 đại điện khác, ta cảm thấy nó rất âm u, phải quan sát kỹ đã, nhưng vấn đề là Dương Bách Xuyên phải nghĩ cách tìm hiểu nơi này rồi mới có thể xông vào. Hắn không hy vọng có người chết ở đây. Dọc đường đi, trong ba thế lực, Vân Hỏa Các đều chết sạch trừ Cảnh Sán. Đương nhiên chuyện này cũng không thể trách Dương Bách Xuyên, chỉ có thể trách Phương Tĩnh Thiên tự tìm đường chết. Các điện lão và hộ vệ do Hình Nguyên Minh mang đến cũng chết hết, chỉ còn lại mình ông ta. Các hộ vệ của Tiên Minh luyện tạo cũng xong đời, trong các đại la chỉ còn lại Kim Quy Tiên Nhân. Bốn người Đinh Hòa Bình thì đều nằm trong dự đoán bởi vì bốn người bọn họ đều là hỗn nguyên. Tuyết Hương cũng bình an, tính lên Dương Bách Xuyên không tổn thất gì cả, còn gặp được Mông Điềm và Đại Quân Quỷ Tiên, thực lực còn tăng vọt. Vấn đề hiện tại là làm cách nào để đi vào bên trong ma điện màu đỏ. Đã xác định Lạc Dương ở bên trong, nhưng hiện tại bọn họ không biết bên trong ma điện màu đỏ này có thứ gì. Trên cửa lớn có kết giới bảo vệ, nên không cần đoán cũng biết bên trong có gì. Dương Bách Xuyên bước lên cẩn thận cảm nhận đại điện màu đỏ, phát hiện trong lực lượng kết giới này còn ẩn chứa công kích. Hơi khó giải quyết, ngoài ra cũng không có gì khác. Tổng kết lại thì hắn cũng không hiểu nhiều về kết giới ma tộc, hơn nữa đây là trận pháp kết giới thượng cổ còn sót lại, không có manh mối nào để phá giải, như vậy chỉ có con đường mạnh mẽ phá vỡ kết giới. Các ngươi lui hết ra sau đi. Dương Bách Xuyên dặn mọi người lùi về sau. Cầm kiếm đầu long chém một phát lên cửa đại điện. Âm đùng. Sau một tiếng nổ lớn, ánh sáng đỏ bùng lên, một luồng lực lượng vô hình khủng bố ập về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhanh chóng khởi động phòng ngự toàn thân, nhưng hắn vẫn bị lực lượng này đẩy lùi ra sau mấy chục mét. Ngươi không sao chứ? Tuyết Hương xuất hiện bên cạnh hắn. Ta không sao. Dương Bách Xuyên mỉm cười lắc đầu. Đại Tông Sư, sao rồi? Ninh Hòa Bình hỏi. Lực phản vệ nằm tổng phạm vi chịu đựng, mọi người cùng tập trung tấn công thì có thể phá vỡ được kết giới phòng ngự. Dương Bách Xuyên nói. Dưới sự chỉ huy của Dương Bách Xuyên, mọi người bao gồm cả Mông Điềm và Đại Quân Quỷ Tiên cùng tấn công lên kết giới trên cửa lớn. Sau một tiếng nổ lớn, kết giới tan đi. Phá! Mở kết giới phá vỡ! Mọi người đều vô cùng hưng phấn. Dương Bách Xuyên vung tay nói, đi thôi, đi vào đại điện. Không có kết giới. Cánh cửa dày nặng dễ dàng bị đẩy ra. Tất cả mọi người cùng xông vào trong đại điện tủng ương này. Sau khi tiến vào, đập vào mắt mọi người là một mảnh biển sao, nhìn rất giống bên ngoài, chẳng qua thiếu một tòa tế đàn và đại điện. Rõ ràng bên trong có càn khôn, không có sự sống gì tồn tại bên trong cả. Nói là bên trong đại điện còn không bằng nói bước vào trong biển sao. Sau khi đi vào nơi này, bọn họ được lực ngũ hàng nâng lên lơ lửng giữa không trung. Nơi này vô cùng yên tĩnh, cảnh cửa sau lưng bọn họ lập lòe ánh sáng bạc, không đóng lại cửa. Đối mặt với loại tình huống này, Dương Bách Xuyên nhíu mày. Trong này chỉ toàn sao trời, không nhìn ra chỗ nào khác nhau, nhưng mọi người đều tin tưởng bọn họ đã bước vào trong đại điện này. Chẳng qua đây là hình ảnh được cấu thành bên trong càn khôn.
Linh Châu chứa hơi thở của Lạc Dương biến mất ở chỗ này, chứng tỏ nơi này không đơn giản. Sau khi Dương Bách Xuyên nói xong, mọi người đều tản ra bốn phía. Dương Bách Xuyên nhíu mày cẩn thận quan sát sự xếp hàng của ngôi sao. Nếu phải nói nơi này khác ở chỗ nào thì nơi này treo đầy ngôi sao. Những ngôi sao này vô cùng cao, dường như khoảng cách của chúng vô cùng xa xôi, nhưng Dương Bách Xuyên lại có ảo giác duỗi tay cái thì có thể hái được ngôi sao, cảm giác rất gần. Đột nhiên Dương Bách Xuyên nhìn về phía đông, hắn phát hiện có mấy ngôi sao xếp hàng không bình thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 166.